U là trời. Không biết coi được không nữa. Mạng đợt này mà yếu nữa là hôi su cà na đó nha. Ôi là trời, má ơi, rầu dễ sợ luôn á. Các chị ơi, vô live mới có coi được không? Cho bé đẹp xin comment đi. Đọc đi em. Trời ơi, bây giờ lên live này mà không ổn nữa là thôi nghỉ chơi đó nha. Một ngày là live có một lần thôi, hôm nay lên có một lần thôi đó mà mạng bảo không ổn. Rồi vẫn kêu mạng yếu quá luôn. Rồi chịu thua rồi đó. Thật sự là bây giờ là chịu thua rồi đó. Bây giờ mạng ổn không à? Ai thấy ổn cho xin cái comment để live tiếp nè mọi người. Giải chiến nào thấy mạng ổn thì lên chữ ổn giúp em, tương tác mạnh tay, nếu mà xem không được mà ra bậc 4 rồi giúp em với chị nha, tại tùy chỗ chị yêu ạ. Tùy vùng á, ai không coi được bật 4G thử đi. Khách nhiều người nói coi 4G coi được. Mấy chị thử vô giùm em, thử cái like mới xem được không. Hồi nãy em thấy người comment nhiều lắm, hồi nãy rất là nhiều người hỏi luôn. Mà em đang like cái xong rồi em phải out ra để em lên cái like mới đó các chị coi được, các chị cho xin chữ ổn nha. Dạ chị Trang Ngô ổn mà, còn chị nào xem ổn thì lên chữ ổn giúp em với chị nha. Nếu mà xem bị chập chờ cứ ao ra mình lên 4G giúp em ạ. À. Tại tùy theo vùng mạng của chị ạ. À. Ok. Dạ mạng bên chị Hoa Ngọc ổn ạ. À. Còn mạng chị nào ổn thì cứ tương tác mạnh tay giúp em để em lên like với chị yêu nha. Gì đâu mà đang like mà không thấy ai luôn vậy trời. Em chào chị Nguyễn Phương, em chào mấy chị yêu luôn ạ. À. Xem được mạng không chị, mạng có ổn hay đâu chữ ổn giúp em nha. Ok. Thôi mình like tiếp nha. Rồi. Mấy chị đang coi like, mấy chị comment giùm em hay chị Mỹ gì ngâu rồi. Chắc là out ra xong rồi mất tích luôn rồi. Hôm nay quà nhân 2 nhân 3 mà không coi like là tiếc rác chịu quá nha. Quà siêu hồi luôn mấy chị yêu nha. Cô mày Trần nói là chơi lớn là mạng ổn mà. Nãy giờ con chơi cực kỳ lớn luôn Trời các ơi, nãy bạn. giờ con chơi lớn rồi đó cô. Cô thấy không, con còn bỏ tiền túi ra con tặng quà là cô biết rồi. Đây đây, đâu đâu. Chị Trang Ngô còn coi like không nè, chị từ từ để coi coi. Để coi coi còn ai, hồi nãy ai hỏi quên mất tiêu rồi. Chị Hai Phan Thị comment chưa? Hai Phan Thị là Mệnh Thủy á chị, mình trả giờ chị chưa có vô. Chị Nhi Đoàn nè, chị Hai Phan Thị nè. Chị Gununara nè. Chị Hằng Đinh nè. Mấy chị hồi nãy đã hỏi đâu, chị Hồ Tím nè. Chị nhiều chị lắm. Em đang kiếm từng người nè, những chị hồi nãy nè. Mấy chị vô được livestream chưa? Mấy chị cho em xin cái comment đi. Dạ chị Nguyễn Đàn thì chịu. Trời ơi mấy chị coi tin nổi không? Mấy chị ơi em đang dùng là mobile phone mà hôm nay á là cái mobile phone nó bị rớt luôn. Mạng nó gọi là không 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 xài được luôn, không gọi được luôn. Em phải bực em đang dùng là Mobi nè, chắc là mà do Mobi nên là nó bị yếu hay sao á. Nó cứ full sóng vậy đó mà gọi điện thoại đâu có được, bật 4G cũng không được luôn. Mà mạng hôm nay cũng yếu luôn. Thôi bây giờ kệ đi, mình like tiếp nha. Trời ơi sai lầm lớn nhất là out ra đó trời. Bây giờ out ra xong rồi không thấy ai coi like luôn. Dạ tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. Chị nào muốn tặng đồ cụ mèo không đồng thì cứ bật Rồi, tương tác mạnh giúp em bây ạ. giờ nãy giờ đang tặng quà nè. Ok, em thấy mặt chị Hai Phan Thị. Hồi nãy em đang lên cái vòng kia đẹp quá mà chị Hai Phan Thị không có coi được like đúng không? Rồi bây giờ để em lên lại cái vòng đó em cho các chị coi lại nha. Các chị coi được like, các chị cho em xin comment hello chị Hiệp Phan. Mấy chị ráng đi, hôm nay em tranh thủ em like cho mọi người. Nãy giờ đang tặng. Nãy giờ đó, khách hỏi em ơi dớt giác cái con mèo lên tặng cho chị đi. Rồi ok, em dớt lên luôn, em tặng luôn. Dạ tặng lớn tặng xấu luôn mấy chị nha, mèo là cực kỳ may mắn mấy chị nha, Siêu luôn tài lộc bự, luôn ạ. siêu to, siêu tài lộc, siêu may mắn và đặc biệt cực kỳ bình an. Hồi nãy em lên cái vòng, hồi nãy là mã số 3. Cho coi lại nè. Dạ vòng mã 3 mấy chị nha, cực kỳ đắt luôn mấy chị nha. Cái minh Chị diễm Hai luôn mấy Phan chị. Thị lấy cái vòng này đi. Hồi nãy em tính em lên cho chị mà, người ta comment đấy. Cái vòng này hình như còn được một hai chiếc nữa. Hello Hiệp Phan. Đẹp lắm. Cái vòng này là năm hành mệnh đều có thể mang được nè. Dạ năm mọi mình đeo được
được cái chị nha, giá cực kỳ cao đó mấy chị ạ. Ai coi like, cô Nguyễn Thảo thích like gì cô comment đi rồi like. Bây giờ ai thích gì comment đi, mình có thì mình like, không có thì mình chịu thua nè. Cái dòng này là siêu đẹp luôn, full topping luôn. Và đặc biệt nữa, nói là full topping thôi, full gì. Rất đẹp và đặc biệt nữa, cái vòng lên rất rất là xinh. Năm mệnh đều có thể mang được, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, mã số 3. Em dành ra một người cuối cùng nè. Ai lấy mã số 3 full gì 999k? Dạ một chị yêu may mắn chị nha, đâu có phải là mã 3999k. Em tặng một cụ mèo may mắn hút tài không em đồng. Em tặng một mèo tài lộc không đồng, ghi giùm em mã 3. Ok Hiệp Phan, thực phẩm chức năng đi. Ok, tặng xương khớp đi em. Từ từ lát em lên xương khớp, em tặng luôn cho các chị. Ai coi like, một share, một tim, một like cho em nha. Dạ, các chị một nha. 1.1 share, 1 tim giúp em với chị yêu nha. Nếu em phải là mã 3999k, tặng một cụ mèo may mắn thu hút tài lộc. Rồi bây giờ bé đẹp qua phong thủy, lên thực phẩm chức năng. Rồi bây giờ Hiệp Phan ơi, Hiệp Phan thích gì? Hiệp Phan thích gì? Hiệp Phan comment đi. Thực phẩm chức năng thì nhà nhiều lắm, Hiệp Phan thích cái gì Hiệp Phan comment đi. Chứ bây giờ cũng không biết là các chị cần cái gì để tặng cho các chị. Mã số 3 em tặng chị hai Phan Thị nè. Dạ có đơn ạ. Rồi qua nha, qua nha. Minh Anh ơi, chị thích thịt ong tóc vàng hạt 5 ly làm vòng tay quá Minh Anh ơi. Quan trọng là tóc vàng 5 ly không biết còn hàng hay không. Ai coi like chia sẻ like. Ui từ từ. Ủa đâu ra còn chiếc vậy? Ai coi like chia sẻ like. Còn một chiếc full tóc vàng luôn. Cực kỳ đẹp và giá cực kỳ cao mấy chị nha, nước ngọc trong luôn mấy chị yêu ạ. 5 ly. Ủa đâu ra còn vậy? Mới sót hồi sáng. Ui là trời, đẹp lắm chứ ơi, siêu đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Cực kỳ ngọc, cực kỳ sáng mấy chị nha, hàng quý. Ok. Tóc cực kỳ nhiều và đặc biệt nữa là tóc siêu dày luôn nè. Ok. Hôm nay em phá lệ, lần đầu tiên trong cuộc đời em tặng lớn các chị nhất cái live stream ngày hôm nay luôn. Hôm nay nói là làm nha, mấy chị đợi em tí xíu. Dạ chỉ tặng bà tặng thôi mấy chị nha, tương tác mạnh tay giúp em ạ. Lên giùm em, trời ơi em nói thì cuộc đời chị hên thật sâu thử luôn á. Đâu ra có một chiếc vậy, thật sự. Lên giùm em nào, một chiếc duy nhất nè, tóc tóc vàng bữa giờ người ta me nhiều lắm. Ai coi ai comment nhanh tay được là có đơn nha. Dạ lên phá là mã 4 với chị yêu nha. M4 999k. M4 tặng một cụ mèo không đồng. Siêu lắm rồi mấy chị nha, đâu có thấy là mã 4999k tặng một cụ mèo không đồng thu hút tài lộc mấy chị. Dành cho mệnh thổ và mệnh kim, chị nào lấy ghi giùm em M số 4, một người may mắn duy nhất. Dạ mệnh thổ và mệnh kim đều đem được mấy chị nha, chị nào lấy em phải là mã 4999k tặng một. Nãy giờ coi coi tặng được mấy người rồi, tặng được mấy mèo rồi. Trời ơi nhiều mèo quá rồi, tặng không nổi đâu nha. Đếm coi. Ai coi like để biết mình chừa người ra, chứ mình không có tặng ai cũng tặng được hết. 5, 6, 7 rồi chị. Em dành tặng 3 con mèo cuối cùng. Dạ 3 chị yêu may mắn đó mấy chị yêu ạ. 3 con mèo cuối cùng cho 3 chị khách may mắn. Ok, Hiệp Phan thích men vi sinh đúng không? Em lên men vi sinh cho Hiệp Phan. Dạ chị nào hết học. Em lên, em đừng đọc nữa, từ từ. Đưa hộp men vi sinh đi. Rồi men vi sinh tổng hợp. Hộp màu xanh dương. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ một chấm, một xe, một tim giúp em ạ. Ôi tôi chán mà quá luôn á. Thay cho chị cụ Di khác được không? Di ba mắt có rồi. Ok, thay cho chị viên Di mới. Chị comment mã đi, rồi chị comment là thay viên Di. Đọc đi em. Dạ tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. Em phải thực phẩm chức năng, chị hết thực phẩm. Lên giùm mã đi, phải có mã. Dạ mã. Em xin tổng hợp. Bây giờ chị không lên mã là em chúc là chị Hương Nguyễn đó nha. Em nói thật, người ta comment trước rồi. Ok. Ai mấy chị bây giờ các chị thích, các chị cứ comment mã lên trước đi. Không ai các chị comment sau là mình phải chúc cho người khác. Tại vì người ta cũng comment sau, các chị chỉ có một giây thôi. Mà các chị mà đắn đo là em để qua cho người khác. Tại vì em like phong thủy là em nhanh gọn lẹ lắm. Em không thích cái gì mà rườm rà, em không thích cái gì mà lâu hết á. Mình tặng là mình tặng liền cho các chị để các chị lấy lộc. Ai coi like một nút, một share, một like nha các chị nha. Chị nghe đèn bình luận là mã 4 thay gì chị ạ? Rồi ok, note lại đi, thay một viên gì. Dạ có được. Ghi lại, note lại thay gì. Dạ rồi. Ai coi like chia sẻ like, làm là phụ live stream là phải nhanh gọn lẹ đi. Biết cái tính của tôi rồi, nhanh gọn lẹ, chậm chậm là tôi không thích.
Rồi mấy chị ơi, team like cho em nào. Dạ 1.1 xem 1 tí giúp em mấy chị nha. Em lên thực phẩm chức năng cho mấy chị yêu luôn à. Em live stream mà như cái máy thì mấy chị phải nhanh gọn lẹ là em mới thích. Hay coi live stream chia sẻ like giùm em nha. Thôi bán cái gì cũng được, nhưng mà phong thủy thì mua lẹ đi là có lọc. Để ý luôn. Em nói thiệt mấy chị, em bán phong thủy chứ nhiều khi em đi qua chỗ kia em thấy người ta bán phong thủy em cũng mua thử. Mà em mua nhanh lắm, em mua một nút nhạc à. Rồi bây giờ em sẽ lên thực phẩm chức năng. Ok, chiều thì phan hết mình luôn. Lên giùm em men vi sinh tổng hợp. Dạ, đó có phải là men vi sinh tổng hợp nha mấy chị yêu nha. Men vi sinh này nhà em bán rất 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 là chạy. Và cực kỳ chạy, nó là men tổng hợp. Nó vừa tốt cho hệ tiêu hóa. Và đặc biệt nữa là vừa tiêu hóa, vừa đề kháng, vừa đẹp da. Thường thường men vi sinh nó có rất là nhiều loại. Men giảm cân, men giảm mỡ, men phụ nữ, men tiêu hóa, rồi men bổ mắt, nhiều loại lắm. Nhưng men này là 24 loại, hết 19 loại probiotic rồi. Nó siêu tiện lợi luôn. Và đặc biệt nữa, mình đang bị cảm cúm nè, mình làm một gói men. Người nào hay bị tiêu chảy, người nào hay bị táo bón, các chị uống cho em một ngày một gói. Nó cân bằng được và đặc biệt nó siêu tốt luôn. Giá rẻ nhất hộp men này là 850k. Hôm nay em chơi lớn các chị, lên giùm em men tổng hợp. Dạ chơi lớn chị nha, lên không phải là men vi sinh tổng hợp mấy chị yêu ạ. À, ai lấy men tổng hợp 850k em tặng cho các chị. Bé ơi men tổng hợp có chưa? Bé có rồi, em trả đơn các chị rồi mà, sao nhân viên chưa gửi à? Ai coi like chia sẻ like giùm em. Lên có phải là men vi sinh tổng hợp mua một tặng cho mình một cụ mèo mấy chị mua yêu nha. Một tặng một cụ mèo siêu hồi lực siêu lớn chị nha, cụ mèo cực kỳ lọc đá. Chị nào lấy có đơn cái bác quen là men vi sinh tổng hợp 850 mua một tặng cụ mèo chị nha. Ai coi like, hello chị Quyền Trang xinh đẹp ạ. À, mấy chị ơi coi được like không cho xin cái comment nha. Dạ 1.1 xe 1 tim với em chị nha, tương tác mạnh tay tặng cho mình một cụ mèo lớn với chị nha. Dành, cực kỳ lọc đá dành tặng ra trong live stream ngày hôm nay bao nhiêu người? Dạ còn 2 người chị. 2 người đúng không? 3 con mèo nữa không? 3 con mèo là 3 người chứ. 3 con mèo là 3 người. 3 con mèo là 3 người. Thêm con mèo cuối cùng nha. Hết mèo rồi nha. Nhiều lắm rồi, không thể nào tặng thêm được nữa. Ok chị, men tổng hợp em tặng 1 con mèo. Em tặng cho chị Hiệp Phan. Dạ có đơn ạ. Ok, Hiệp Phan 1 con mèo. Men tổng hợp bé anh tặng cho chị Nguyễn Phương. Dạ có đơn ạ. 1 con mèo lấy lọc. Và người nha. Cuối cùng, người may mắn là ai đây? Chị Bích Hằng Trân. Dạ có đơn cho chị yêu luôn ạ. Dứt sổ hết mèo. Em nói thì có chị em đi ra ngoài mua cũng được nhưng mà mắc quá. Con mèo này mua bao nhiêu tiền rồi? Chịu mấy rồi? Mèo này mèo đang trơn chứ không có bán. Con mèo này đang trơn nha. Mua 20 con nó tính 800 mấy ngàn một con. Tất cả các live stream tặng con mèo trong live stream này đều là tặng lỗ hết. Nên các chị không thương em là thôi luôn. Tặng cực kỳ lỗ mấy chị nha. Ở ngoài bán giá cực kỳ cao 1 triệu mấy mấy một hộp một con mèo mấy chị yêu ạ. À. Ai coi live stream chia sẻ like bây giờ tặng tặng lớn nè. Tặng lớn nào bây giờ qua men tổng hợp nào. Mấy chị thương em đi, mấy chị tương tác đi, lấy em tặng cái chị lớn cái này. Chị Nguyễn Hà bình luận thì chị có tặng chị. Rồi men tổng hợp tặng người cuối cùng Nguyễn Hòa. Dạ có đơn ạ. Chốt sổ Nguyễn Hòa. Tặng ai nữa? Rồi bây giờ nha. Không tặng mèo nữa nha, mèo đem lên chân đi lấy lọc. Rồi, chân lên. Hết tiền rồi mấy chứ ơi. Em phải bỏ tiền ra em tặng cho các chị đó. Rồi bây giờ nè. Hay là mình chơi lớn lần đi ha. Chơi lớn nha mấy chị yêu nha, chuẩn bị tương tác mạnh tay giúp em à. Em nghĩ ai cũng còn hết. Dạ chị Nguyễn Hòa thích sơn thì em gửi đi sơn luôn. Tại vì mèo đó là em mua. Em mua lẻ là 1 triệu mốt. Bây giờ nếu mà em gom em tặng 20 người thì em lẻ được một tết ít. Tại vì một con là 800 mấy ngàn. Nhưng mà cái con mèo mà của cái chị này nè là em mua bao nhiêu lần rồi. Em hạp phía lắm. Em mua con mèo của cái chị này là em hên. Chị bán cũng không có rẻ đâu nha. Có những con mèo lên tới 2 triệu mấy luôn. Con mèo này là 1 triệu hơn một con. 1 triệu mốt. 1 triệu 2 chứ đâu phải 1 triệu mốt. Tiền ship nữa là 1 triệu 2. Thì em mua con mèo của chị này em rất cảm thấy rất là ok và rất là có lọc. Em để em chân hồi nãy chị Mỹ Duyên nói em ơi thích con mèo quá. Em lấy ra em tặng luôn. Cái này là mèo không có bán.
À, chị nói giờ lấy 20 con đi thì tính giá 800 mấy chục ngàn. Nhưng mà thôi, lấy 20 con là tiền tặng các chị là phải bù vô một người là bao nhiêu tiền nữa. Hết tiền rồi. Ok, Sơn thích là Sơn à. Sách thì gửi đi Sơn giùm. Sơn cũng lẹ lắm. Nói chung là nhờ thầy quen Sơn thì nói chung trong ngày là nhận được. Rồi bây giờ lên tiếp nè. Dành ra trong livestream ngày hôm nay nha. Dạ, tương tác mạnh tay với chị nha, chị tặng thôi mấy chị là tương tác mạnh tay sẽ có quà với chị siêu hời với mấy chị yêu luôn à. Các chị, em sẽ cho các chị một cái combo hoàn hảo này. Và em nghĩ người nào cũng cần. Em dành tặng ra 5 người. Dạ, 5 chị yêu may mắn lắm chị nha. Combo hoàn hảo chị nào cũng cần nha mấy chị yêu à. Men này hay lắm và người nào cũng nên sử dụng. Khách em bây giờ ghiền men này. Các chị ơi, ghiền men này cực kỳ luôn mà xài siêu hay. Cái men màu vàng hồi xưa các chị mua nó là cái men tiêu hóa thôi. Còn men này là men tổng hợp. Nó đầy đủ hết tất cả các thành phần và đặc biệt nó bổ thung sung thêm sắt và magie cho các chị nữa. Nên người nào bị loãng xương uống cái men vi sinh tổng hợp này nè cũng hỗ trợ tốt cho xương khớp luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho mấy chị một cái combo VIP siêu tốt và siêu sức khỏe luôn. Các chị ghi giùm em combo sức khỏe. Dạ đó phải là combo sức khỏe nha mấy chị yêu ạ. À. Lần đầu tiên trong cuộc đời men tổng hợp 850k. Ok chưa? Men vi sinh tổng hợp là 850 ạ. À. Mua một men vi sinh tổng hợp tặng cho các chị một bộ não. Các chị chuẩn bị nha, bộ não gần 1 triệu hộp. Tặng cho các chị một hộp xương khớp gần 1 triệu một hộp. Và tặng cho các chị từ từ để em coi coi tặng cái gì nó. Hết tiền rồi. Ai coi like mục tiêu một like. Em đưa giùm chị hộp men men tảo biển đi. Men tảo biển. Men tảo biển còn mấy hộp à? Tặng luôn. Rất ít nữa mấy chị yêu nha. Tương tác mạnh tay cơ. Tặng một hộp men tảo biển 0 đồng. Lấy ra có phải là men vi sinh tổng hợp với chị nha. 850 tặng một bộ não tặng một. Ghi là combo sức khỏe dành tặng livestream này 5 người may mắn. Ai coi live chia sẻ like giùm em. Dạ 5 chị yêu may mắn với chị nha. Combo sức khỏe với chị nha là men vi sinh tổng hợp 850 tặng một bộ não. Mấy chị hỏi mấy chị ơi. Mua vậy có hồi không? Không phải bán nữa mà tặng luôn rồi đó. Hộp men tổng hợp bao nhiêu tiền? 850 ạ. 850 còn đường viên không em? Chị Nga Phạm chào đường viên hình như còn. Nhắn qua tin nhắn giùm em nha. 850 tặng một men tạo biển, tặng một bộ não và đặc biệt tặng một cái xương khớp. Giá bao nhiêu tiền? 0 đồng. Dạ tương tác mạnh tay với em nha. Combo sức khỏe là 850 tặng một bộ não, tặng một xương khớp, tặng men vi sinh tạo biển đó. Ok, ai thích thì comment nha. Cái combo này là combo sức khỏe tặng riêng nha. Giá nào thích thì các chị comment. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Dạ chị Nguyễn Phương nói là men vi sinh tổng hợp này uống ngon và rất tốt cho sức khỏe luôn mấy chị yêu ạ. Chị nào hỏi mấy chị chứ mấy chị chia ra đi. Thiệt á, tặng lỗ ban bét luôn á. Hộp men tổng hợp 850 nè. Trời ơi, chưa bao giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời. Em ơi, thôi năn nỉ em nhận đơn cho chị cái gì. Em ơi năn nỉ em nhận đơn con mèo đi. Chị nhìn mèo chị ghiền quá à. Rồi thôi đưa con mèo xuống đây. Nhanh lên đưa con mèo xuống đây. Không chị Hồng Hạnh. Không. Con mèo là like sản phẩm khác. Sao mà em tặng được? Hồi nãy em like là em like cái khác. Không thể nào tặng được. Con mèo là mua 1 triệu mấy rồi. 1 triệu hơn gần 2 triệu. 1 triệu 120. Nói chung gần 2. 1 triệu 2 một con rồi. Không phải bán. Mèo này là mèo em mua em chân. Trời ơi mấy chị ơi, lên mạng sập giá liền cho khách coi lại đi. Dạ, mèo này giá cực kỳ cao luôn mấy chị yêu nha. Bây giờ cho hỏi ai chưa được tặng con mèo cho xin comment. Trời ơi gì đâu mà năn nỉ hoài luôn á. Mấy chị ai vô chưa được tặng con mèo cho xin cái comment. Dạ chị nào chưa được tặng con mèo thì cho em xin comment giữ chung nha mấy sợt chị. Sập giá giùm chị đi em. Cái giá hồi nãy mở ra cho khách coi nè. Trời ơi mấy chị ơi, lỗ thậm tệ, lỗ nặng nề rồi. Đây từ từ mở con mèo đó lên. Đây, ai coi like chia sẻ like nè. Mèo hút cái gì? Hút tài lộc may mắn nè. Có 1.650.000 chứ mấy. Mở cái con mèo này nè. Trời ơi tôi đợi bà nãy giờ. Thiệt á, live stream gì đâu. Tính đã quạo rồi, hay quạo rồi mà còn không hiểu ý nữa. Ai coi like chia sẻ like. Một trắng một xem một tiên giúp em mấy chị ạ. Thiên kim vạn lượng, 1.100.000 một con. Chuyên về mèo, các chị coi giùm em. Siêu tài lộc, siêu may mắn, 1.100.000.
Các chị coi giùm em tất cả những con mèo đang coi like, chia sẻ like giùm em. Con mèo đang bán 1,1 triệu, size bự, size đại đây. Được chưa? Giá rồi. Thị trường cực kỳ cao và cực kỳ mắc với chị nha. Chị nào muốn được tặng thì rồi im lặng xíu đi. Nhận người cuối cùng. Một người cuối cùng. Lên giùm em men tổng hợp. Đọc em. Dạ lên em, không phải là men vi sinh, tổng hợp với chị yêu nha. 850k. Ai lấy men tổng hợp tặng một con mèo không đồng, người may mắn cuối cùng. Dạ một chị yêu may mắn cuối cùng. Chị nào lấy này cũng phải là men vi sinh tổng hợp 850, mua một tặng cho mình một cụ mèo lọc lá với chị yêu nha. Em nhận đơn trong live stream này tới 1 phút đồng hồ. Người cuối cùng ai lấy thì comment. Chứ giờ em không tặng ai nữa nha. Rồi đem lên. Dạ một chị em may mắn cuối cùng với chị nha. Chị mang gieo duyên cho mình luôn ạ. Lấy là men vi sinh tổng hợp 850 tặng một cụ mèo lọc lá hút lại hút lòng. Mấy chị nghĩ đi. Mấy chị ra ngoài mấy chị mua bao nhiêu tiền rồi mà mấy chị ép em là phải tặng cái này tặng cái kia, không có được. Em mua vô đã 1,000,000 rồi nên em chỉ có thể tặng các chị được như vậy thôi. Tất cả đều lỗ hết, các chị tính đi tiền hàng của em nữa không chi. Nên các chị biết rồi, em mua con mèo trên 1,000,000. Nếu bây giờ em phải tặng 20 người thì em mới mua được giá 800 hơn. Bây giờ em tặng đang có 10+ người à, là em đang phải mua một con mèo giá 1,000,000 hơn lận. Nên em không thể nào mà ai em cũng có thể tặng quà được. Mà nếu mà tặng kéo tới Minh Anh còn y ông máu không em, chị Bích Hằng Trần. Bây giờ em không có hàng mẫu ở đây mới đào chứ. Y ông máu bây giờ là hôm bữa em mới nhường khách hết trơn rồi. Hết sạch hàng mẫu ở đây rồi. Chị Bích Hằng Trần dùng y ông máu của em có hiệu quả không? Tức quá, không có hình ở đây. Thích là hôm nay em chơi tới bó luôn. Dạ chơi lớn chơi xong rồi mấy chị yêu nha. Nói là làm. Y ông máu, ngày mai là chuyến hàng cuối cùng. Là có người xách tay từ Hàn Quốc về. Nếu chị Bích Hằng Trần thích, ngày mai... Nói chung em còn được bên Hàn Quốc được mấy hộp thôi. Em gửi bay về. Em tặng chị. Chú giờ hàng mẫu, hàng sạch sành xanh không còn một hộp. Hôm bữa em gửi qua cho ngoại em với ba. Ba em hết trơn luôn rồi. Em không có để được chùa một cái gì em uống luôn á. Hôm bữa em uống an gian dở. Mà tại vì hôm bữa ba em đang bị gọi là nhức đầu á. Nên em gửi qua cái yêu máu nó còn tốt hơn cả tinh dầu thông đỏ nữa. Chị mà mua tại của chính phủ. Không có hàng. Cái đó mua tại chính phủ Hàn Quốc thôi. Và bây giờ em tặng nè. Dạ tặng lớn tặng sâu luôn chị nha. Tương tác mạnh tay giúp em ạ. À. Sam Hàn Quốc trẻ em. Từ từ. Hình như Sam Hàn Quốc bé anh không có. Thích là chiều. Hôm nay coi like chia sẻ like. Bây giờ em tặng nha. Đọc tên người những người cuối cùng nha. Men em tặng chị Đỗ Vi Diệu. Dạ có đơn ạ. À. Em tặng chị Hồng Hạnh. Dạ có đơn ạ. À. Hứa tặng Hồng Hạnh lấy lọc. Tặng chị Nga Phạm. Dạ có đơn ạ. À. Em không có hình cái hộp đó ở đây mới đau thương chứ trời. Chị Bích Hằng Trần Trần cho em xin cái comment đi. Hôm bữa em quên em hỏi chứ. Hôm bữa em tặng cho khách cái hộp gì quên mất tiêu rồi. Hộp yêu máu. Hộp yêu máu của chính phủ Hàn, 7,000,000+, 6,000,000+, 7,000,000+ một hộp. Mấy chị hôm bữa được em tặng yêu máu á, các chị xài các chị thấy làm sao cho em xin cái comment. Dạ cho em xin chút comment mấy chị nha, đã sử dụng yêu máu bên em cho có hiệu quả và có tốt không ạ? À? Nói thiệt lòng luôn. Cho em xin cái comment nha. Tại vì khi mà cái comment của mấy chị quan trọng lắm. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Tôi lên cái hình ảnh ở trên đây có không? Có là em cho các chị coi rồi. Rồi mấy chị ơi, cái chia sẻ của mấy chị quan trọng cực kỳ luôn. Ai đang coi like, chia sẻ like giùm em nha. Dạ đã sử dụng qua cho mấy chị yêu là đã có hiệu quả có tốt không? Cho em xin chút cảm nhận mấy chị yêu nha. Đây. Hôm nay... Ai đã đang sử dụng y ông máu được nhà Kinh Ly tặng cho xin cảm nhận ngay lập tức luôn người đẹp ơi. Dạ 1.1 xe 1 tia giúp em, cho em xin chút cảm nhận đã sử dụng y ông máu bên em chưa có tốt không ạ? À? Đây để em kiếm hình. Y ông máu là em không có bán. Đợt trước là khách nhờ em mua giùm. Hiện tại là hộp em đang dùng, hôm bữa em mới gửi qua cho ba em rồi. Không có sẵn ở đây để cho các chị coi. Đây. Đợt đầu em mua nè. Đợt đầu em mua ông máu giá sale nè. Hình ở trên đây có giá luôn á. Giá công khai cho mấy chị luôn. Em không nói xạo, không nói nổ các chị một câu một lời. Các chị thấy không ạ? À? Ai coi like, chia sẻ like giùm em bao nhiêu tiền? Dạ 1.1 xe 1 tí em giá cực kỳ cao mấy chị yêu nha. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. 2,6 triệu một hộp. Đang cầm là y ông máu nè. Ok. Hôm nay live stream cuối cùng em tặng y ông máu. Y ông máu
nó sẽ giúp cho mấy chị làm tăng cái gọi là cái hồng, gọi là cái nhiệt độ ion máu trong cơ thể. Khi mà các chị đau đầu hoài, chóng mặt hoài là lượng ion máu của chị đang bị trên lọt, lúc cao lúc thấp. Các chị bị tê nhất tay chân là ion máu của chị nó đang bị thay đổi. Da cơ thể các chị thiếu sắt, da không được hồng hào, ion máu của chị bị tụt. Và các chị bị choáng váng đầu óc, các chị dùng tinh dầu thông đỏ rất là nhiều rồi nhưng các chị không thấy cải thiện, thì các chị dùng ion máu cho em. Các chị có biết những người mà đi, người ta uống thuốc bổ thận hoặc những cái kia để nó tốt cho máu, vì đa số chạy thận nè là đều là lọc máu mà. Khi các chị uống một hộp ion máu về, cái quả thận của các chị nó rất là khỏe luôn. Thận, gan và tuần hoàn máu. Thật sự nếu em có ở đây thì em cũng không có tặng rồi, vì em không tặng, em hứa hôm bữa em chỉ tặng một like thôi. Nhưng em rất quý chị Bích Hằng Trần nên hôm nay chị tranh thủ nha. Hứa là làm. Tương tác mạnh tay tặng lớn cho mấy chị yêu mà. Hôm nay em xin chiết ra, ai mà bị đau đầu nặng, tê buốt tay chân hay bị tắc nghẽn mạch máu và kinh nguyệt không đều, ion máu của chính phủ gần 7 triệu một hộp. Ok, em tặng các chị không đồng. Tặng lớn không đồng luôn nha mấy chị. Ai lấy các chị ghi giùm em, tổng hợp men tổng hợp. Ai lấy một hộp men vi sinh tổng hợp, hôm bữa em chỉ có thể tặng các chị là một viên nhỏ, một hộp, một gọi là một cái lốc nhỏ thôi. Em tặng các chị trong live stream ngày hôm nay một hộp một liệu trình lớn luôn. Dạ một hộp to luôn nha mấy chị yêu nha. Ai coi like chia sẻ các chị uống cho em từ 3 cho tới 6 hộp này. Trời ơi các chị ơi khỏe re luôn và đặc biệt nữa là cực kỳ tốt. Ai lấy các chị ghi giùm em men tổng hợp, em tặng một hộp lớn ion máu không đồng. Dạ luôn, không phải là men vi sinh tổng hợp gạch ngang ion máu giúp em chị nha. 850 tặng một hộp ion máu lớn với chị nha. Nói chung là ai mà cần bảo vệ về sức khỏe thì dùng cái đó, và đặc biệt nó tránh được những bệnh tiểu đường nè, gan nhiễm mỡ và đặc biệt là mỡ trong máu luôn. Nếu ai đang gặp phải những cái vấn đề đó, nó hay lắm mấy chị. Da dẻ các chị sẽ hồng hào, người nào da hơi trắng trắng bệt bệt, các chị uống ion máu, cơ thể các chị, da các chị nó sẽ hồng hào và đặc biệt nữa là nó làm sáng da. Ai mà da cứ bị sạm nè, không có bị sáng nè, thì các chị uống ion máu. Ai coi like, chia sẻ like giùm em, ghi giùm em men gạch ngang tặng ion máu nha. Dạ, ghi giùm em có phải là men gạch ngang ion máu nha mấy chị nha. Là con Nguyễn Thảo ơi, con không thể nào con like ion máu được. Tại vì cô biết tại sao không? Hộp ion máu mua của Hàn Quốc, của chính phủ mấy triệu lận mà. Sao con like được? Bây giờ con bán bao nhiêu tiền để con tặng? Không được. Không thể nào tặng được luôn. Còn được có mấy hộp bên Hàn Quốc à. Ngày mai là gửi chuyến cuối cùng á. Nên em sẽ nhờ chị Kijun bên Hàn Quốc gửi chung về cho em luôn. Thì mai gửi là có thể là nhận được. Hàn Quốc thì bay cỡ 5-6 tiếng. Có thể là chiều là đáp một chuyến rồi. Có thể là chiều mai em nhận được ion máu luôn. Đó, rất là nhanh. Nói chung là gần Tết có chuyến nhờ người xách tay về thì nó cũng khỏe. Các chị nhận được liền, các chị có liền. Ion máu là em không nợ đơn nha. Ion máu là em sẽ ship chung đơn luôn. Thì chị nào lấy, các chị ghi là men tổng hợp, em tặng một hộp ion máu. Dạ chị nào lấy là có phải là men... Chị Hồng Hạnh em nói nè, hôm nay là live stream cuối cùng em tặng rồi. Nếu như chị có coi live, chị lấy 3 hộp đi. Chị lấy luôn một liệu trình để chị uống. Một liệu trình lớn là 3 hộp size đại luôn. Chị uống đi rất là hay. Em nói thì không phải đâu, mình em nói thì không phải đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà chị mua em thấy chị bị đau đầu nhiều, mà nhiều khi uống tinh dầu thông đỏ nhiều thứ mình không có cải thiện, chị uống thử cái này đi. Nó mấy cái gọi là nhiều khi nha, cơ thể của mình nó bị tắc nghẽn á. Mấy chị phải đi xoa, đi bóp, đi nắng tùm lum tà la để mấy chị mới, cơ thể các chị nó mới khỏe được. Các chị có để ý đi, người mà nó hay tắc nghẽn mạch máu nha, người mình nó cứ hay mệt mệt. Uống cái này nó thông luôn. Và nó tăng, nó làm điều chỉnh cái lượng ion máu thành giống như cái độ pH trên da vậy đó. Nó tự cân bằng được. Sức khỏe của mình sẽ rất là khỏe. Không có gây mệt mỏi, không có gây chóng mặt đau đầu. Và đặc biệt nữa là tê buốt tay chân. Dùng hàng ngày cho em. Tốt hơn cả tinh dầu thông đỏ. Gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu. Và đặc biệt bị bệnh tiểu đường nè. Uống ion máu siêu hay luôn. Cực kỳ hay của Hàn Quốc. Dạ chị nào lấy có làm men gạch ngang ion máu giúp em 850 là có quà mấy chị yêu nha. Ok em tặng. Cái này không nợ nha. Ngày mai là bay sớm, lấy em like xong là em nhắn liền để bỏ thêm mấy hộp vô. Mai bay sớm là thể là chiều mai là chị đáp tới đây là có sẵn cho các chị luôn. Không có cần phải đợi gì hết, em còn vô được mấy hộp bên đó. Chuyến cuối cùng rồi nha.
Ai coi like chia sẻ like, em tặng Ion máu cho chị Tuấn Kiệt. Dạ có đơn ạ. À. Ion máu em tặng cho chị Hồng Hạnh. Dạ có đơn ạ. À. Ion máu em tặng cho chị Bích Hằng Trần 3 hộp. Dạ có đơn ạ. À. Đó, ai lấy thì các chị cứ ghi là Ion máu. Không, em nói nghe nè, em không có xúi cho chị lấy, nhưng cái nào thật sự tốt thì em sẽ khuyên các chị nên dùng. Vì bây giờ mấy chị đau đầu, các chị mệt mỏi, các chị không có kiếm ra được tiền. Em bị nè, những lúc em không live stream không phải em lười, mà là cơ thể em không có khỏe. Em bị chóng mặt, em sợ em lên live stream em bị đau đầu, em cáu gắt. Rồi mấy chị coi live mấy chị không được vui. Nên là nhiều khi có những lúc em mệt, em cơ thể mình nói chung là mấy chị đã ốm, mấy chị đã bệnh rồi. Nhưng mà những người mà mập như em nè, mấy người mập thì dễ bị bệnh nữa. Mình mập mỡ, mình tích tụ nhiều trong người, mình dễ bị bệnh này, bệnh kia. Cơ thể mình nó yếu lắm. Mấy chị tin không, khi mà các chị dùng được Ion máu, khi mà nó tăng, nó làm cho hồng cầu các chị nó điều chỉnh được nha. Là những cái bệnh như là bệnh thận nè, bị ung thư nè, hoặc những cái bệnh mà liên quan tới máu. Vì cái đường máu là cái đường quan trọng nhất mà. Các chị ăn uống hay là các chị sức kem đi, nó cũng thấm vô da rồi từ da nó đi vô đường máu. Nếu như các chị dùng kem trộn nhiều quá thì lúc đầu da nó đẹp, nhưng lần sau da nó sẽ bị hư, bị hỏng đi, thì nó cũng gây ung thư da. Nó có rất là nhiều vấn đề. Thì Ion máu nó sẽ giúp nó tăng lên, và đặc biệt hồng cầu trên cơ thể, da dẻ các chị nó rất là đẹp. Mà đặc biệt nữa nó trộm ví là không có bị đau đầu chóng mặt. Thật sự rất là hay. Cái loại đó nói chung tất cả các thực phẩm chức năng của chính phủ các chị nên mua. Em nói các chị là cực kỳ tốt, siêu tốt, tốt lắm, lắm 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 luôn á. Hay cực kỳ luôn. Cực kỳ cải thiện sức khỏe tốt không chị nha. Chị Bích Hằng Trần nói là Ion máu bên em cực kỳ tốt ạ. Em cảm ơn chị Bích Hằng Trần. Ok, vậy em note lại nha. Em sẽ tặng chị Hồng Hạnh là 3 hộp Ion máu. Dạ có đơn. Chị à. Tuấn Kiệt là 3 hộp Ion máu. Và dạ, chị Bích Hằng Trần là 3 hộp. Dạ có đơn. Em thấy có mấy chị khách mới comment á, nhưng mà không để lại số, em không có tặng được đâu. Khách nào uy tín em mới tặng được. Ai đặt hàng phải có số điện thoại em mới tặng được nha các chị ơi. Dạ 1.1 xe 1 tia giúp em với chị nha. Chương trình siêu hồi cho mấy chị yêu luôn ạ. Em có một cái loại này là siêu hay. Em có một cái loại này là siêu hay. Cực kỳ hay luôn. Các chị có muốn cảm nhận, các chị muốn trải nghiệm không? Em thấy chị Thanh Mai Phạm đang xem nè, coi rõ được chưa chị đẹp? Chị đẹp ơi, cho em xin cái comment nha. Dạ chị ơi, mà xem rõ. Nếu như hôm nay các chị coi like, các chị tương tác nhiều, em hứa với các chị, lát em sẽ lên cái bộ xăm núi. Bộ thật gọi là bộ mỹ phẩm. Mỹ phẩm mà là mỹ phẩm dinh dưỡng nha. Nuôi cái đẹp da trong vòng 7 ngày. Được không? Giá cực kỳ cao với chị nha, mà cực kỳ hiệu quả nha. Thanh Mai Phạm dễ thương lắm. Em nói thiệt, không phải mua hàng nhanh gọn lẹ là em thích à. Tính em vậy đó, không thích ai mà cứ cầu kỳ nhiều quá đâu. Chị Thanh Mai Phạm có muốn tặng mèo không? Em ngân tặng mèo rồi đó. Mà hồi nãy chị coi yếu, chị không coi được. Chị thích thì em tặng, chị thích thì chị em làm chương trình để chị nhận được con mèo. Tại vì like trước chị hỏi á, mà chị không có nhận được, chị không có comment được. Ok, hello, hello các chị đang coi live stream. Dạ chị hết được tặng mèo hay là chị hết giúp em để chị anh gieo duyên cho chị yêu nha. Em lên giùm chị, em đưa chị ở ngay góc. À không, trên bàn. Đưa cái bộ xăm cao ly, bộ xăm núi cao ly của chính phủ ơi. In Chu Sơn. Đây. Giá cực kỳ cao, cực kỳ đắt luôn nha. Cái bộ này là mắc kinh khủng luôn. Các chị biết nó không sale bao nhiêu không? 12 triệu một bộ. Thường thường các chị dùng kem dưỡng á, là kem dưỡng thông thường, nhưng đây là kem dưỡng dinh dưỡng. Nó được làm 100% là nguyên liệu tự nhiên và mình ăn được luôn. Đó, nó là vậy đó. Nó làm từ, nó gọi, nó được làm từ sâm, sâm nấm cao ly. Nó được làm từ sâm nấm cao ly, giống như là nó có thêm nấm thượng hoàng nữa. Nó có rất là nhiều loại gọi là sâm và nấm. Sâm nấm cao ly của chính phủ Hàn Quốc. Em mở cái hộp này ra cho các chị coi, đẹp tuyệt vời. Em nói thiệt mấy chị, em chắc chiêu lắm luôn, em mới em dám mua một bộ em xài thử. Hôm nay các chị tương tác mạnh mạnh lên, lát em lọc ba người em tặng quà. Chơi lớn luôn. Dạ tương tác mạnh tay chơi. Thôi, lớn tặng quà. Chơi ba người thì mấy chị buồn, chơi năm người đi cho máu. Dạ năm chị yêu may mắn được tặng bộ sản phẩm cao cấp chị Minh đây sử dụng cực kỳ hiệu quả với chị yêu nha. Thật sự bộ em đang sử dụng, trời ơi, nói thật các chị nha, mới trải nghiệm một ngày một đêm thôi. Trời ơi, để bây giờ lên cho các chị coi.
cái chị dùng á, sản phẩm thông thường là ở cửa hàng, nhưng mà cái bộ này là kem dưỡng của chính phủ, nó rất là mắc. Nếu giá nó mà không sale nha, giá nghiêm của nó từ xưa tới giờ là một bộ trên 10 triệu. Còn nếu như mà nó có giảm tùy đợt thì bộ này có lúc là 7 triệu, 8 triệu, có lúc giá giảm rẻ nhất chị Kỳ Duyên bảo với em là 5,6 triệu một bộ, là giá giảm rẻ nhất. Đây có chị, em đặt hàng rồi, nói chung là em mua thực phẩm chức năng rất rất là nhiều, và năm nay gần Tết rồi em được biếu tiền nữa, thì em quy ra sản phẩm em lấy cho nó lời mấy chị, lấy tiền ít lắm, lấy sản phẩm cho nó nhiều. Em lấy sản phẩm cho nó nhiều chứ em lấy tiền ít lắm. Em cho các chị coi, hôm nay chị thích thì em lên, chị đang tê tay nè, trùng hợp có hộp thuốc uống hên quá, chị Hồng Hạnh ok, cho các chị coi bộ này nha, đẹp lắm. Dạ chị Nguyễn Hay, nói là hôm nay em có lên mọc tóc không em ạ? À, các chị coi giùm em, mỹ phẩm hoặc tất cả thực phẩm chức năng của chính phủ nè, đều đỉnh hết, từ hộp cho tới bộ cho tới, trời ơi, nhìn cực kỳ xịn sò mấy chị nha, cực kỳ cao cấp luôn mấy chị yêu ạ. À, các chị có thấy đỉnh không, các chị có thấy đẹp không, cho em xin cái comment. Dạ chị nào thấy đẹp thì cho em xin chữ đẹp. Ở trong đây nó bao gồm là một chai nước thần này, trong đây nó bao gồm là một chai nước thần, bộ này nha còn cao cấp mà còn đẹp hơn bộ hoàng cung luôn á. Ai bên Hàn Quốc bộ này là ai giàu ai thượng lưu á mới có tiền xài nha, người bình thường là không có tiền chơi đâu, em nói thẳng. Không phải em chảnh nha, nhưng mà em dành, em mấy chị với chị em là em xài việc, nói chung là em cũng kibo lắm chứ cũng không phải thoáng đâu. Em nói mấy chị hả, em xài đồ này nọ em cũng tiết kiệm lắm, nhưng mà em mua em cho người ta thì em không tiếc nha, mà em dùng là em tiếc lắm, em ăn thì em không tiếc mà em dùng là em tiếc lắm, em đắn đo lắm luôn á, em không dám mua luôn á. Đẹp quá, nhìn sang ghê, cái chai này là đỉnh lắm lắm luôn. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ, một trắng một xe một tí em cực kỳ đỉnh. Tất cả đều là bằng chai thủy tinh đó chị, tất cả đều là bằng chai thủy tinh, một bộ của nó cả chục triệu mà sao không đẹp được. Một bộ của nó cả chục triệu lận sao không đẹp được. Nó bao gồm là một chai nước thần, một chai nước thần, đây đây đây, nó bao gồm là một chai nước thần, selfie cái gì, sale nhui em là sao, sale nhiêu em, cái nào sale chị Thanh Mai Phạm. Bộ này bây giờ bên chính phủ là mười mấy triệu rồi, 12 triệu hơn rồi. Giá cực kỳ cao và cực kỳ đắt luôn nha mấy chị. Bộ, còn cái chai này nè, cái chai này mới đỉnh nè. Nước thần là đã đỉnh rồi ha, có cái chai này nè. Trời ơi, đẹp lắm. Cái chai này từ từ, trời ơi, cái hộp nó cứng quá. Mở ra nó kỳ công quá mấy chứ ơi. Đây, 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 đây. Cái chai này nè, các chị ơi, là mình xoay nha. Mấy chị xài cái chai này đi, thơm, gọi là thơm đỉnh luôn. Cái chai này nè, nó vừa là serum, vừa là essence, vừa là tinh chất, mà vừa là sữa dưỡng. Các chị bôi cái chai này trước kem dưỡng cho em. Em bao chị đẹp, bộ này là 7 ngày là da cải thiện nha. Mờ nám trắng sáng, da thấy rõ luôn. Đây nè, là cái chai này nè, chai này gọi là chai thần kỳ nè, nó là vừa là serum, vừa là tinh chất, vừa là essence, mà vừa là sữa dưỡng luôn. Trời ơi, má ơi, đỉnh của đỉnh, thơm lắm. Dạ, là chai này. Xong, cái bộ này nó bao gồm một hũ kem, cái bộ này nó bao gồm là một hũ kem, hàng của chính phủ Hàn mà. Trời ơi, má ơi, thiệt á, cầm lên là chất lượng lắm luôn, tất cả đều bằng thủy tinh chị ạ, hộp thủy tinh hết. Ai coi like chia sẻ like, nó có siêu, nó có siêu hết. Về mình mở cái siêu này ra, hũ này là kem dưỡng, hũ này là kem dưỡng, bộ này là bộ cao ly, bộ này là bộ sâm núi cao ly, nó bao gồm là 24 loại serbonin, là cái này chỉ có nằm trong tế bào của sinh học thôi, nên là nó sẽ đi nuôi cấy và làm sáng da và làm khỏe da. Da các chị nào đang bị nhiễm độc tố, da bị yếu, da mờ nám tàn nhang và đồi mồi và bị thâm mụn, các chị dùng cái này. Bộ này là bộ tiến hóa, và đặc biệt nó gọi là kem dưỡng dinh dưỡng, nó không có hóa chất luôn, 100% là tự nhiên, mà người nào mang thai sử dụng được luôn. Là cái này đỉnh chưa, cực
cực kỳ đỉnh đó mấy chị nha, mang thai vẫn sử dụng được, sử dụng nè, trong 7 ngày xong. Hai chai này là hai chai mini, hãng hãng tặng kèm thêm để mình có đi du lịch thì mình sử dụng. Một chai là nước thần và một chai là sữa dưỡng luôn, là cái chai thần kỳ này nè, vừa là serum vừa là essence vừa là sữa dưỡng vừa là tinh chất luôn, xài da cực kỳ đẹp. Đây nó là một một set lớn khá là mắc các chị, siêu mắc, siêu mắc. Các chị nhìn cái bồ này, các chị có ghiền không, cho em xin chủ ghiền đi. Dạ, cái gì nào nhìn mà ghiền, mà có ghiền thì em xin chữ ghiền mấy chị nha. Thích thì lên chữ thích giúp em ạ. À, em chơi lớn được không ạ? À? Dạ, hôm nay khách nào yêu thương em lâu năm hay kỳ cụ coi livestream em chơi lớn, 5 chị 5 bộ không đồng. Dạ, 5 chị yêu 5 bộ không đồng, chơi lớn cực kỳ. Ai à, thích được tặng cho xin chủ thích, lên trên livestream 5 chủ thích em tặng quà lớn luôn. Chơi lớn. Chị yêu nào thích được tặng thì lên chữ thích giúp em với chị nha. Chơi 5 chữ thích danh tặng lớn cho mình xin. Các chị nhìn có ghiền không? Thiệt sự hôm nay lỡ rồi, chơi luôn, nói là làm. Ghiền quá em ơi, ai ghiền cho xin chữ ghiền, ngươi cho 5 chữ ghiền tặng lớn luôn. Dạ, chị nào ghiền thì lên chữ ghiền giúp em với chị nha. Cho 5 chữ ghiền là tặng lớn cho mấy chị luôn ạ. À, mấy chị dùng những bộ thông thường, nếu em nói nè, nếu cái bộ này nha, các chị về các chị xài nha, đầy đủ hết luôn. Vừa, em nói thiệt nha, vừa là nước thần. Nước thần là sao? Thay thế được toner và xịt khoáng rồi. Các chị chỉ cần chai sữa rửa mặt thôi, các chị sữa rửa mặt xong, các chị bôi cái nước thần này lên. Nước thần, toner, xịt khoáng, các chị bôi chai này lên. Xong rồi các chị bôi tinh chất này lên. Đây là chai tinh chất. Rồi đúng không? Rồi xong các chị bôi cho em hũ kem dưỡng, các chị đi ngủ. Một bộ này là nó bao gồm đầy đủ hết tất cả các bước dưỡng da hết ở trong đây. Nên cái người nào mà kiểu không biết dưỡng kem, không biết cách xài thì bộ này nó bao gồm hết tất cả các đầy đủ các công dụng, nói chung là siêu đẹp. Sâm cao ly không rẻ, một hũ kem nè, em nói các chị nghe nè. Một hũ kem sâm cao ly này thôi nhá, ở ngoài người ta bán của chính phủ Hàn nha. Ở ngoài người ta đã bán 2 triệu rưỡi một hũ này đó, nếu các chị mua một hũ lẻ. Cả bộ này của nó là gần chục triệu. Siêu đẹp luôn. Ok, tặng xương khớp đi em, lát em tặng xương khớp, nhìn là biết đẳng cấp, thích thì ai cũng thích. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. 5 chị may mắn. Dạ, 5 chị yêu may mắn mấy chị nha, tương tác mạnh tay cho anh gieo cho mình luôn ạ. À, ai coi like chia sẻ like giùm em. Em ơi, mang tổng hợp tặng đi em nói thiệt, bộ này ít nhất là phải tặng khi mua 3-4 hộp thực phẩm chức năng mới tặng được. Nha. 3-4 hộp thực phẩm chức năng mới tặng được. Kem sâm này khác của chị Hà, chị dùng bên Hà rồi, đẹp và sáng mịn lắm. Sâm cao ly hồi xưa chị Nguyễn Phương mua rẻ nhất phải là 1 triệu rưỡi một hũ. Sâm cao ly này là sâm cao ly intern của chính phủ Hàn, khác với lại sâm cao ly ở bên ngoài. Thường thường sâm cao ly là nó bán tại trong mall hoặc là tại Hàn Quốc rất là nhiều, tại cửa hàng của Jeju. Nhưng sâm này là sâm của chính phủ. Sâm cao ly, bộ sâm cao ly hoàng gia này là của chính phủ Hàn Quốc. Nó đầy đủ hết tất cả các thông số. Minh Anh thả thính vậy làm sao không thích được. Lâu lâu cho em phải thả thính một xíu chứ, để coi hôm nay ai tương tác mạnh mạnh cho em chứ. Đâu mấy chị một tim một like cho em đi, để em vui vui em tặng quà. Dạ, một tim một like tương nè, tương bây giờ nha, tim ít thì phải mua nhiều tiền mới tặng, mà tim càng nhiều thì mua đơn hàng ít tiền tặng. Dạ, ok. Dạ, tương tác mạnh tay với chị nha, tương tác mạnh tay, thả nhiều tim, tim nhiều thì tặng ít, mà tim ít thì tặng nhiều với chị yêu nha. Em nói rồi, em nói thiệt, nếu như hôm nay em tặng, em phải làm hóa đơn 5 triệu em mới tặng được nha. Em không nói điêu các chị nửa lời. Nhân thôi, em tặng các chị, nói chung người nghèo cũng mua được. Dạ, tặng lớn, tặng 6 trong like. Mấy chị, xe like, một tim, một like, một xe cho mấy đẹp. Một tim, một xe, một like mấy chị em nha. Tương tác mạnh tay, một chấm cho cầu mà mấy em ạ. À, mấy chị tim like mạnh lên, mấy chị ơi. Tim bắt phới mấy chị. Quá trời tim, quá trời like rồi. Em ơi, tặng tới bến đi em, nhìn cái bộ này là ghiền rồi. Bây giờ lên cho em nè. Chuẩn bị nha chị yêu nha. 5 chị nha, chuẩn bị nha, nạp đạn nha, nhanh tay nha, 5 người nha. Dạ, 5 chị yêu may mắn, chuẩn bị comment giúp em ạ. À, lên cho em cú pháp. Ok, lên cho em cú pháp. Chuẩn bị. Mang tổng hợp. Là cũng phải là mang vi sinh tổng hợp nha mấy chị yêu ạ. À, ai lấy 850 hộp, chị nào lấy 5 hộp thôi, 5 chị đầu tiên đi, xung quá trời ơi, má ơi,
Em ơi, chị thích quá mà chị không có điều kiện. Rồi bây giờ 5 người đầu tiên, người thứ 6 là phải mua 5 hộp nha. Ai lấy men vi sinh tổng hợp 850 một hộp, mua một hộp cũng tặng quà. Quá sao luôn mấy chị ơi, dân có phải là men vi sinh tổng hợp 850, mua hộp cũng tặng một mấy chị yêu nha. Mua một men vi sinh, ok, vậy là hết thuốc chữa rồi nha. Rẻ nhất có thể cho các chị, mua một men tổng hợp. Em tặng các chị một bộ sâm cao ly của chính phủ Hàn Quốc không đồng. Dạ đó, có phải là men vi sinh tổng hợp với chị nha, 850 mua một, em tặng một hộp kem sâm cao cấp đó với chị. Hết, gọi là hết nước chấm rồi nha. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Ai coi like ghi giùm em, đừng có ghi thết mà ghi là men tổng hợp giùm em. Dạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em, chơi lớn các chị ơi, tới bớt luôn. Dạ năm chị yêu may mắn chị nha, chơi lớn chơi xấu với chị nha. Men vi sinh tổng hợp 850 mua một hộp, em cũng tặng một bộ kem cao cấp sâm với chị yêu ạ. À. Nhớ giùm em. Bộ này hôm nay người nào được may mắn được tặng. May mốt kiếm em không có ra đâu nha. Vì hôm nay em chơi tới bến các chị hết mình. Hôm nay từ nay tất cả về sau, hello em chào chị Lợi Phạm. Từ từ để em đếm coi được bao nhiêu nhờ. 1, 2, 3, 4, 5, trời ơi mẹ ơi. 12 triệu. 12 triệu mấy chị yêu à, giá cực kỳ cao mà này, cực kỳ cao cấp mấy chị yêu nha. Tất cả cái này khi các chị về, các chị nhận, các chị sẽ có tờ giấy này. Đây là tờ giấy của chính phủ Hàn Quốc. Tờ giấy của chính phủ Hàn Quốc, nó đều có thông số, mã số thuế. Và đặc biệt là nó sẽ có cái link của cửa hàng chính phủ luôn. Mình nhập vào đó để mình kiểm tra xem coi phải hàng chuẩn Âu của chính phủ không. Nói là làm tim một like một xe cho em. Nhanh tay bình luận giúp em. Ôi, từ từ để chia ra coi. 850 mà chia ra 1, 2, 3, 4, 5, 850 chia cho 5. Trời ơi mẹ ơi, một chai 170 ngàn. Các chị ơi, gọi là cho luôn rồi chứ không phải là bán nha. Mấy chị tim một like cho em. Ai không tim like cho em giận. Dạ một tim một like một xe giúp em với chị nha. Em xin tổng hợp 850 mua một tặng một bộ kem. Ai không tim cho em là em giận. Trời ơi đẹp lắm các chị, siêu đẹp luôn. Nhớ chị hồi xưa chị Nguyễn Phương, chị nói hồi xưa chị từng mua một hộp kem sâm cao ly của chị Hà, mà hồi xưa là đã 1,5 triệu, là rẻ nhất của chính phủ. Nhưng sâm cao ly rất là nhiều loại, nhưng bộ này của chính phủ xài đẹp cực kỳ. Bộ này là làm trắng da, sáng da, mờ nám, tàn nhang và đồi mồi. Và đặc biệt ai bị gân mạch máu đỏ nè, xài thử đi, về xài liền nha, đừng có để dành qua Tết xài. Xài liền đi, để lên like cho em cảm nhận. Để lên like cho em cảm nhận coi như hôm nay là món quà Tết cực kỳ ý nghĩa nhất đối với các chị. Được không ạ? À? Dạ, cực kỳ sử dụng cực kỳ tốt với chị nha. Về sử dụng liền để được làn da đẹp và đón tốt với chị yêu ạ. À. Trời ơi, các chị ơi. Các chị về, các chị hửi cái hũ kem này cho em. Coi coi với anh nó có nổ không? Hay là nó nói đại sâm cao ly? Các chị về, các chị lên, các chị search tất cả các bản thành phần cho em. Để coi coi em nói có đúng hay không nha. Không ơi, mắt công nó nói, nhìn đâu có biết phải sâm không, mà nó lên like nó nói sâm. Mình mua là mình phải sệt, mình coi coi công dụng rồi thành phần của nó. Để cho làm chứng cho em. Em live stream em tặng khủng quá, nên nhiều người coi like người ta hết hồn đó. Người ta không nghĩ em sẽ tặng kiểu này đâu. Về hũ hộp kem cho em coi thơm không, có thơm mùi sâm không. Cực kỳ thơm mùi sâm với chị nha, sâm cao cấp với chị yêu à. Thơm cực luôn, mà đặc biệt các chị nhìn cái chất kem là siêu đẹp luôn. Kem này dùng được cho ngày và đêm nha các chị nha. Siêu đẹp và cực kỳ ghiền. Khi mà thoa cái kem lên là nó mướt và đặc biệt nữa nó thấm. Nhưng kem này trắng rất là nhanh. Trắng da, sáng da, mờ nám, tàn nhang và đồi mồi. Các chị ơi thơm cực kỳ luôn. Siêu thơm mùi sâm. Các chị về các chị ngửi lên cho em siêu thơm mùi sâm. Em có phân, em có ghi rất rất rõ là bản thành phần và đặc biệt nữa là công dụng nè. Khánh Nguyễn là ai vậy? Trúc Linh đó hả? Đây. Em còn sợ là em có ghi phân tích. Em ghi rất rõ luôn nè, các chị nghe em đọc nè. Đây. Ai coi like tim like giùm em nha. Dạ một trắng màu xe một tim em chị nha. Kem cực kỳ hẳn hấu không bớt không đứt. Em ơi chị mới vào làm sao để được tặng bộ kem sâm cao ly này vậy em? Chị ơi, em đọc lại những đơn một phút nữa nè. Ai lấy men tổng hợp tính các chị 850 mua một hộp, lấy một men tổng hợp tặng các chị một bộ sâm cao ly chính phủ Hàn. Cực kỳ cao cấp luôn mấy chị nha. Lấy em phải làm men vi sinh tổng hợp 850 tặng một bộ kem sâm cao ly cao cấp luôn ạ. Ai coi like chia sẻ like nha. Em đọc nè, em đọc công dụng cho các chị nghe nè. Bộ sản phẩm được làm từ quả sâm cao ly của Hàn Quốc, chiết xuất từ sâm cao ly
và Odigan, và đặc biệt nữa 5 vị thuốc đông y. Nó gọi là thực phẩm dinh dưỡng cho da. Và đặc biệt nữa, khi thoa cái này lên cân bằng được nội tiết tố bên trong của da. Chiết xuất từ hồng sâm. Hồng sâm cao ly chứa 38 loại saponin. Nó là một phương pháp hữu hiệu để phục hồi năng lượng cho da. Và đặc biệt nữa, phương pháp saponin này là phương pháp của sinh học. Saponin là thành phần có hoạt tính và làm cho da tươi trẻ và khỏe mạnh. Ogidan là năm tính chất quý của đông y, chiết xuất từ tùm lum tùm la, trong đây là có nấm linh chi và nhung hưu nè, và đặc biệt là sâm hoàng gia đó, có linh chi, nhung hưu, sâm hoàng gia, acanthobat thì tùm lum tà la, nó ghi ở đây nè mấy chị. Nhân sâm là một trong những vị thuốc bổ, không những là thực phẩm chức năng mà còn là vô cùng đẹp da, nuôi cấy da và sản sinh thêm collagen, làm chậm quá trình lão hóa và đặc biệt giúp cho các chị kéo dài tuổi thanh xuân nè. Bao gồm là một chai nước thần, một chai sữa dưỡng là serum essence ở trong đó, một hũ kem dưỡng, một set hai chai là bao gồm một chai nước thần và một chai một chai sữa dưỡng ở trong đó. Các chị sử dụng, và chai này là đều là chai to nha. Chai này là một chai 150ml nha các chị nha. Siêu to, siêu khổng lồ nha. Chai này là chai 150ml nha. Sử dụng da cực kỳ đẹp sau 7 ngày được nha mấy chị yêu nha. Ai coi like một tim, một like, một share cho em đi các chị. Dạ, tương tế mạnh tay tặng siêu, sắp tặng siêu hồi mấy chị yêu ạ. À. Em anh bắt đầu em đọc tên. Bây giờ em bắt đầu em tặng nha. Có cái gì để quăng số lượng tặng cho khách không em? Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Dạ, 1.1 share một tim mấy chị nha. Tương tế mạnh tay tặng quay mình cực. Hello chị Nga Trần. Em chào chị. Đây em đọc từ dưới lên trên nha. Ai coi like, chia sẻ like giùm em nha. Trời ơi má ơi, comment gì quá trời vậy. Rất là nhiều chị yêu comment luôn nha. Bộ này sử dụng cực kỳ tốt luôn mấy chị nha. Cải thiện da rất là em coi giùm chị coi nó có bị ẩn comment không. Từ từ nha. Điện thoại lâu lâu nó bị loát, nó cứ đơ đơ vậy đó. Em không thấy được comment của ai thì comment lại giùm em nha các chị nha. Bây giờ em đọc tên rồi. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Cầm cái bộ này lên đi em. Dạ, 1.1 xe một tim giúp em với chị nha. Bộ kem cực kỳ cao cấp, xịn sò với chị nha. Và hưởng hạn luôn ạ. Em tặng người đầu tiên là chị Hồng Hạnh. Dạ, có đơn ạ. Em tặng người tiếp hai là chị Lâm Tuyết Phương. Dạ, có đơn ạ. Em tặng chị Nguyễn Phương. Dạ, có đơn ạ. Em tặng chị Thơ Nguyễn. Dạ, có đơn ạ. Em tặng cho chị Đỗ Vi Diệu. Dạ có đơn ạ. Hello chị Liên Trần, em tặng chị Liên Trần. Dạ có đơn ạ. Xài thử đi, da đẹp cho xin cảm nhận. Em tặng chị Hiếu Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Em tặng chị Hồ Linda. Dạ có đơn ạ. Hello chị Lợi Phạm. Lợi Phạm ơi, xài thử bộ này đi Lợi Phạm. Siêu đẹp luôn liệu Lợi Phạm. Xài thử bộ này đi. Bộ này ngày mai là bay về tới nè. Em nói thiệt các chị, em không lấy tiền đâu, em chỉ lấy thực phẩm chức năng với lại em lấy kem dưỡng thôi. Tại vì Tết, nói chung là gần Tết là em người ta sẽ biếu quà cho em, quà thì em nói thôi, em không lấy tiền đâu, sorry nhầm, em không lấy tiền đâu, đổi cho em thành mấy cái này đi để em lấy em tặng khách. Tiền cho em cũng để đó. Em tặng cho chị Huỳnh Ngân. Dạ có đơn ạ. Kim Thư đọc chưa? Dạ chưa chị. Kim Thư. Dạ có đơn ạ. Khánh Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Em tặng chị Bích Hành Trần. Dạ có đơn ạ. Em tặng cô Nguyệt Trần. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chị Linh Phạm. Dạ có đơn ạ. Em tặng chị Linh Phạm. Em tặng chị Thi Bình Hoàng. Dạ có đơn ạ. Em tặng chị Lê Thị Mỹ Hoa. Dạ có đơn ạ. Yếu tiền rồi, em tặng chị Ánh Ngô. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chim không, nói nghe nè. Bình thường chị mua 2 hộp kem bao nhiêu tiền chị biết mà. Bộ này là xài cực kỳ ghiền luôn á. Xài cực đẹp, trong vòng 7 ngày da cực kỳ đẹp luôn. Kem sâm cao ly không rẻ đâu, nhưng mà trong đây vừa có nước thần, vừa có tinh chất thần kỳ là sữa dưỡng á, là thay thế essence và serum luôn. Mà đặc biệt nữa là nó có kem dưỡng nữa. Hỏi mấy chị đi, hồi xưa mua một bộ, một hũ nhỏ thôi đã 1 triệu, 2 triệu rồi. Bộ này em mua của chính phủ hàng rất là đắt, nhưng mà em mới dụ được. Thật sự các chị ơi, hôm nay tại sao em liều tới như vậy, là tại vì người ta đáng ra người ta sẽ gửi tiền, giống như là biếu tiền cho em, giống như là phần trăm vậy đó. Cuối năm mấy chị mà làm ăn công ty lớn thì các chị sẽ được người ta gửi quà, biếu quà, thì em sẽ được quy ra, em nói thôi cho em đi chiết khấu qua mấy cái này cho em đi, là em lấy em có quà em tặng khách. Chứ còn nếu như mà tiền thì em cầm đó em cũng không mua được cái gì cho các chị hết. Các chị ơi, cái nào mà cần thiết, cái nào hiệu quả nhất em tặng cho các chị. Ok chưa? Ok, để em dán phụ đề lên. Dạ, em sẽ dán tem phụ đề lên cho các chị. Và bộ này em không nợ đơn nha. Bộ này không nợ đơn nha.
ngày mai bay là chiều tối là cập bến tới là em nhận được luôn ngay lập tức, về vì ngày mai là có người xách tay về trực tiếp luôn, chứ không phải là gửi hàng. Gửi hàng thì mất khoảng tầm là vài hôm để còn thông quan, nhưng ngày mai là có người xách tay trực tiếp về luôn, nên là ngày mai là có luôn, là trong khoảng chiều tối ngày mai. Nên là không nợ đơn, ngày mai là cứ lên đơn và ship cho các chị nhận liền, các chị xài giùm em. Các chị xài giùm em, các chị cho em xin cảm nhận nha. Ok không ạ? Dạ. Cứ bé mặt tay em một chấm, một xe, một tim với chị em. Rồi để không? Em cố gắng em lên xương khớp cho chị Trang Ngô nè, chị Trang Ngô ơi. Em cố gắng em lên xương khớp cho chị nè. Mấy chị một tim một like cho em nha. Còn hôm lâu những gói nhỏ giấy nước thần thì mình cũng rửa mặt xong mình bôi nước thần dưỡng hả? Đúng rồi. Nước thần là vừa là toner và vừa là xịt khoáng. Chị bôi lên trên da siêu ok cho em luôn. Dạ. Bây giờ em sẽ tặng xương khớp nha chị yêu nha. Xương khớp nha. Hay giờ mình. Mấy chị ơi. Thôi bây giờ sẵn em like của chính phủ hàng rồi, thôi cho em like món của chính phủ nữa. Hello chị, chồng em. Rồi từ từ lên chồng liền. Hello chị mùa Noel đớt. Hello các chị. Dạ, chào mấy chị em luôn à, tôi tát mạnh tay. Từ từ. Các chị ơi, các chị có muốn dùng canxi của chính phủ không? Chưa bao giờ bé đẹp like. Canxi của chính phủ mấy chị em còn kỳ tốt lắm mấy chị ạ. Hai Minh Anh, chị mùa Noel đớt ơi. Không, bình thường là mua hàng là các chị phải tự suy nghĩ, các chị mua, nhưng chưa bao giờ em năn nỉ các chị phải lấy. Nhưng bộ này xài đẹp thật. Em rất mong muốn những khách quen xài trải nghiệm thử. Chị mùa Noel đến rồi, có chương trình hot. Bộ kem sâm và nước thần. Kem sâm cao ly của chính phủ. 12 triệu một bộ. Đẹp lắm, 12 triệu một bộ. Bây giờ chị lấy một hộp men tổng hợp, em tặng cho chị nguyên một bộ này luôn nè. Sản phẩm cực kỳ tốt chị nha, sau 7 ngày là da mình đã cải thiện được rồi chị. Không phải, lâu lâu thấy người quen là Fuyo nói cái này xài đỉnh lắm. Khách quen là em dụ, các chị ơi, không phải là dụ năn nỉ các chị mua đâu. Thường thường là mấy chị mua, các chị suy nghĩ, các chị thích lấy thì các chị lấy. Nhưng cái này xài hay lắm, xài đẹp cực kỳ luôn, mà cực kỳ đắt, ngàn năm có một luôn á. Nên hôm nay chị nào đang coi like, các chị ơi, khách quen lấy thử mà xài đi, đẹp cực kỳ luôn, không có cơ hội đâu mà mua được giá này. Dạ được tặng là siêu hời mấy chị em nha, lần này là giá không bao giờ hồi. Không bao giờ được em tặng lần thứ hai luôn á, cơ hội ngàn năm có một. Dạ chị nào lấy cũng phải là em xin tổng hợp với chị nha, 8 năm mua em tặng một bộ cao cấp 850, không mà. Bao nhiêu là tiền mà có nguyên cả bộ xài, trời ơi xài cực đẹp luôn. Chị xài thử bộ này cho em nha, tâm đắc thật sự luôn á, giới thiệu thật lòng luôn á, xài thử đi, không ghiền em trả lại tiền. Siêu đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Hai chai nhỏ màu đỏ là chai gì? Một chai là nước thần và một chai là tinh chất sữa dưỡng luôn. Cái chai đó là cái chai mini của cái chai lớn, để nhiều khi mình đi du lịch nè, hoặc mình đi đâu mình bỏ trong túi xách cho nó gọn á chị Huỳnh Ngân. Rồi bây giờ em lên. Dạ em lên xương khói với mấy chị em nha. Hôm nay chị cơm bự có thấy không em, mạng chị không ổn nên không nghe có. Em có đọc tên chị Hồ Linda rồi. Hôm nay chị nào may mắn lắm 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 lắm, thật sự luôn, mới được tặng cả bộ của sâm cao ly nha. Dạ. Ai coi like được này hôm nay là quá hời nha, siêu hời luôn. Dạ, bộ sản phẩm cao cấp nha mấy chị yêu nha. Em không dụ đâu, nói bà lợi phạm nãy giờ bà nói bà yếu tiền, thiệt á. Thay vì mấy triệu bà yếu không sao, nhưng mà chị thử xài đi, da đẹp cực kỳ luôn, mà nó còn căng bóng nữa. Cái hũ kem dưỡng đó là siêu căng luôn, chống nhăn được cho da. Da chị nào da nhăn, các chị dùng cái đó nó sẽ giúp da các chị căng bóng. Tại vì em xài thử em trải nghiệm một hôm rồi. Hôm nay da em các chị thấy đang mụn không? Sáng nay em mới đi nặng mụn. Tại vì em thức khuya em bị mụn trong trán, gan em nóng, nó bị mụn ẩn. Nó sần trên da thôi chứ nó không có lên mụn. Nên sáng nay em mới đi nặng mụn nè, các chị mới thấy lên mụn nè. Là đây là những cái vết sưng còn sưng lên chứ không phải là da bị mụn. Nè mấy chị thấy thâm không? Sáng nay mới đi nặng xong đó. Nhiều khi da mình nhìn đẹp lắm, nhưng mà mấy chị ơi, mấy chị nặng đi rồi mấy chị mới biết mụn ẩn nó dưới da. Nên đó là lý do tại sao muốn da đẹp thì mình phải xử lý những cái mụn đó rồi mình dưỡng da lên nó mới đẹp được. Bình thường mấy chị nói da em đâu có mụn đâu, nhưng mà mấy chị thấy không, nặng ra cũng ra nè đó, lên quá trời luôn, mụn ẩn ở dưới da đó. Nên mấy chị muốn da đẹp thì mấy chị nặng xong giùm em nha.
Dạ được đấy. Tặng chị mùa Noel đó luôn. Dạ có đơn ạ. Rồi. Hello, hello, em chào chị Phan Kiều Trâm. Giải quyết đơn của chị Phan Kiều Trâm chưa? Chị nói là chị gọi. Ủa? Đâu có, nói gửi đổi lại cho chị hộp mới mà. Dạ, hello chị Phan Kiều Trâm, ngày mai chị nhận được hộp hộp gì quên rồi, hộp hồng mới nha. Đó, ai coi like chia sẻ like giùm em. Em bán hàng em không có chảnh với ai hết đâu, mà nhiều khi em bận quá em không có tiếp được các chị. Thì nhân viên em nó xử lý đơn nên là có chậm hay gì các chị thông cảm, tại vì em toàn chạy ngoài đường không à. Nên là tới lúc mà nó gặp được em nó nói thì em nói để lát em gọi cái em quên hoài. Đó. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Dạ, một chấm một xe một tiền chị Phan Kiều Trâm dùng bộ này là siêu đẹp nè, xài thử đi. 12 triệu một bộ của chính phủ Hàn. Rồi bây giờ qua nha. Dạ lên xương khớp cho chị yêu luôn ạ. Em rồi, để em lên xương khớp cho chị. Trang ngô chị. Hay bây giờ vậy đi chị Trang Ngô. Em nghĩ là như thế này tiện hơn cho chị nè. Em thử em tặng đại đi nha, tới đâu hay tới đó. Cái này mắc lắm luôn. Để em mở ra cho các chị coi. Đợi em chút xíu. Tìm like giùm em mạnh mạnh lên nha mấy người đẹp ơi. Ủa điện thoại đâu rồi? Cao mấy triệu ạ. Đây 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 đây. Để bên đây nên không thấy cái comment ở đâu hết. Cái điện thoại đâu rồi, để coi. Em sẽ lên cho các chị cái này. Mấy chị xe like mạnh mạnh lên giùm em nha. Mới có 10 giờ rưỡi rồi, đừng có buồn ngủ nha các chị. Dạ, 1.1 xe 1 tiên giúp em chị nhắc hết sản phẩm nào bên kênh liền. Có bình luận giúp em chị bên hỗ trợ được. Mình sẽ hỗ trợ mấy chị yêu trong like hôm nay luôn ạ. Trời ơi, máu ơi, sao cao dữ vậy trời. Canxi VIP nè. Mắc. Giá máy này giá là cực kỳ cao, bổ nhập về cao. Sao hộp canxi VIP này còn mắc hơn hộp ion máu vậy ta? Có lộn không vậy? Hộp này mấy triệu. Giá không sale là cao vậy? Đây các chị. Em sẽ lên cái hộp này cho mọi người. Hộp này dùng được cho con nít và cả người lớn. Xương khớp là các chị dùng xương khớp hàng ngày. Nhân hộp này em đang cầm cho các chị. Hôm nay em chơi lớn em dành tặng ra. Thôi lỡ rồi chơi tới chơi bung nóc nhà luôn nha. Chơi lớn chơi xấu luôn mấy chị nha. Tương tác bình thường là các chị sẽ dùng được dùng canxi. Nhân canxi này em có ghi Vitaroyal Concalcium Premium của chính phủ Hàn Quốc. Trong cái canxi này thứ nhất nó có kẽm, nó có canxi, nó có magie và nó có vitamin D. Nó có 4 loại thực phẩm chức năng ở trong đây. Là các chị uống một hộp này, các chị không cần phải uống thêm viên kẽm, không cần uống vitamin D và magie. Khi mà xương khớp các chị bị đau là canxi và magie của nó đang bị chênh lệch, nồng độ nó đang thiếu, nên là nó có cảm giác là bị bệnh loãng xương hay là bị đau nhức xương khớp. Khi các chị uống cái hộp này là nó cân bằng luôn. Nó giúp cơ thể các chị đẹp, xương các chị nó đẹp và nó khỏe luôn. Mà đặc biệt nha, trẻ con từ 10 tuổi sử dụng luôn giúp cao, tăng chiều cao. Còn người già giúp bổ xương, chắc xương hơn và đặc biệt chắc xương khớp. Đặc biệt là chống về bệnh loãng xương. Người nào thoái hóa cột sống, người nào bị đau nhức xương khớp, các chị dùng cho em cái này. Các chị thấy người ta hay uống thêm vitamin D không? Chống còi xương đồ này nọ. Trong đây nó có 4 loại, nó là canxi premium của chính phủ Hàn Quốc. Hôm nay nó có được con dấu GMP, một con dấu của tập đoàn, một con dấu AHACCB. Nó có được con dấu của Jeju, tập đoàn Samsung bảo trợ và đặc biệt nữa là con dấu của chính phủ. Ai coi like, chia sẻ like giùm em nha. Dạ, 1.1 xe, 1 tim giúp em mấy chị và cực. Cái sản phẩm khác thì em đổi được, nhưng nó phải phù hợp với giá tiền của em nữa. Chứ không phải là chị muốn đổi cái gì cũng được. Ví dụ như chị thích đổi cái đó nhưng em coi coi ok hay không em mới tặng được. Chứ còn bây giờ hết hàng hoặc như thế nào thì em không thể nào em hỗ trợ được nha. Chị nhắn qua tin nhắn giùm em, nếu cái chị muốn đổi em còn thì em hỗ trợ được. Còn không thì em hỗ trợ sản phẩm khác cho chị. Để tránh cái trường hợp là hai bên không được vui vẻ với nhau. Em bán hàng lúc nào cũng muốn khách hàng với mình vui vẻ hết, thoải mái hết. Ok không các chị? Dạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Dạ 1.1 xe 1 tiên giúp em chị nha. Xương khớp là chắc. Em thề các chị, hôm nay em tặng banh nóc nhà. Chưa bao giờ em tặng rẻ như thế này luôn. Tặng sốc và tặng ngốc luôn mấy chị yêu nha. Tặng mấy chị trải nghiệm thử. Ok. Em không làm khó khách đâu. Nhưng mà thật sự ra hộp hồng nó không có bị gì đâu nha. Hồng gửi đi tỉnh hoặc là gửi đi xa,
hoặc là ở trong nhiệt độ bị nóng, thay đổi nhiệt độ, tại bên em trong máy lạnh là gửi đi xa, hồng nó bị chảy mồ hôi, hồng nó bị chảy mồ hôi chứ không phải là nó bị hư hay gì hết. Em hỏi rất kỹ luôn và ngay cả em ăn em thấy cũng bình thường, nó bị chảy mồ hôi chứ không phải hư đâu, chứ đừng có nghĩ là em tặng chị là đồ hư, đồ bỏ, đồ thúi nha. Nói như vậy là mang tội cho em lắm luôn, thật sự. Em thì lúc nào cũng hỗ trợ hết chứ không phải là các chị ơi, em lấy được tiền túi các chị rồi em muốn bán gì em bán đâu. Em nói thật, em bán hàng cũng có rất là trách nhiệm. Nhưng mà nhiều khi hiểu lầm rồi đâm ra mình lại không có vui thôi. Đó, em sẽ lên cho các chị coi cái này. Xương khớp cực kỳ tốt nha, giúp giảm đau và cứng khớp. Nó là canxi tổng hợp. Canxi các chị dùng là chỉ có canxi, nhưng trong hộp này là vừa có kẽm, vừa có manje, vừa có canxi premium, và đặc biệt nữa nó có thêm một cái thành phần là vitamin D. Là thay vì các chị phải uống 4 loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho xương khớp và tăng chiều cao, thì các chị uống một hộp này thôi là đủ. Được không ạ? À? Và các chị kết hợp cho em với xương khớp này là đỉnh của đỉnh luôn. Hôm nay người nghèo nhất cũng mua được. Dạ, tôi tác mạnh tay với chị nha, người nghèo nhất cũng sử dụng được đó mấy chị, và tặng lớn cho mấy chị luôn nha. Một hộp này là một liệu trình lớn. Một hộp này là một liệu trình lớn của chính phủ Hàn Quốc, bao gồm là 120 viên. Thì một hộp này chia ra 120 chia 2 là bao nhiêu viên nhỉ? 60 viên hộp này các chị uống được cho em là 2 tháng. Ok không? Không đâu em, tại vì tới chị 5-6 ngày chứ chị không nghĩ em giao hàng hư đâu. Nói chung em nói vậy đó, đỡ phải mất lòng, mất công hiểu lòng nhau cũng khổ lắm chị ạ. Thông cảm giùm em nha. Đó, chứ em cũng không muốn các chị phải mua hàng của em mà buồn buồn hay gì như thế nào đâu. Em lúc nào cũng muốn các chị luôn được vui hết. Rồi, bây giờ nha. Chuẩn bị bình luận nha mấy chị nha, tặng lớn cho mấy chị, cải thiện sức khỏe luôn ạ. À. Cho lớn lần trong cuộc đời. Cho, tặng, người nghèo cũng mua được. Chuẩn bị một tim một like chưa? Chuẩn bị bình luận một tim một like lớn cho em mấy chị nha. Xương khớp này em đang cầm trên tay của em có khác với hộp bữa em tặng không Minh Anh, khác hoàn toàn. Hộp hôm bữa là đặc trị xương khớp, còn hộp này là canxi premium. Hộp này là canxi premium, khó mua hơn và giá cao hơn nhiều. Tại vì sao? Con nít dùng được, trẻ con dùng được, các chị bé 10 tuổi đã sử dụng được rồi. Uống cái này vừa tốt cho xương khớp và tăng chiều cao. Nếu như người già uống cái này nè, xương của người ta sẽ chắc khỏe hơn, không có bị giòn. Xương mà đang bị yếu, lỡ mình té xuống, thôi các chị ơi, bể xương chậu hoặc là gãy xương chân, gãy xương tay cũng rất là khổ. Đó là lý do tại sao người ta còn trẻ, người ta cũng luôn luôn dùng canxi. Ok không? Chị cho bé bú có uống được không Minh Anh, chị Nguyễn Nhung? Cái canxi này nè, nó là thực phẩm chức năng. Đang bầu, đang có bầu, hỗ trợ uống bình thường. Chẳng qua những cái nào mà trị đau, giảm đau, giảm nhức thì mới không dùng được thôi. Còn canxi này chị đang cho bé bú chị uống được, trẻ 10 tuổi đổ lên sử dụng được, cực kỳ hay. Lên giùm em cú pháp, em sẽ tặng cho cả nhà các chị dùng. Và nãy giờ khách hỏi rất là nhiều liệu trình xương khớp, em câu like 5 người nha. Dạ, 5 chị yêu may mắn luôn à, lấy em cú pháp ạ. Hộp đây là hộp đây nè, cái này dùng cái này là tuyệt vời nè. Cái hộp này là hộp đặc trị xương khớp và tạo độ nhờn. Xương khớp chị nào thiếu độ nhờn, các chị uống cái này, nó cung cấp, nó tạo độ nhờn và nó đỡ đau nhức, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, và đặc biệt rất là nhiều loại. Ai đang bị đau xương khớp hoặc là trời đổ lạnh nè, các chị sẽ dùng cho em cái loại này. Ok chưa? Trời đổ lạnh hay bị đau nhức xương khớp, và đặc biệt là người lớn tuổi, là các chị dùng cho em loại này. Ai đang coi like comment xương khớp, hôm nay em giảm tặng các chị một hộp này, gọi là sale lớn nha. Ai may mắn mua được nha. Hôm bữa like hộp này là 850k, hộp này bên Hàn Quốc đang bán 1 triệu hơn. Sale còn 850, đách rất là xa, 2024, đách tháng 8, hàng mới về hết. Giảm tặng khách 250.000 một hộp. Lấy mấy bác là xương khớp nha, 250k một hộp nó mới chịu à. Chị nào lấy một liệu trình xương khớp cho tặng nha. Em chỉ có được 7 hộp này thôi. Hàng này là của chính phủ Hàn, một hộp bao nhiêu tiền, có được 7 hộp, tặng cho mấy chị? Em tặng một hộp canxi premium không đồng. Đấy là xương khớp nha, 250k mua 3 hộp, em tặng một hộp liệu trình lớn. Em hỏi các chị nha, không phải gọi là bán nữa mà gọi là cho luôn nha, các chị cứ tính giùm em đi. 250 một hộp, mua một liệu trình này là 3 hộp. Mua 3 hộp tặng các chị một hộp canxi premium.
không bao giờ có đâu, 5 chị khách đang coi live. Vì em nói thật, Trầm Hương nãy giờ like nhiều lắm rồi, nên em biết bây giờ em lên thì nhiều người cũng có người thích người cần, nên em cũng ráng em lên cái liệu trình này để em tặng khách. Chưa bao giờ em tặng kiểu này. Các chị nghĩ đi, một hộp thực phẩm chức năng chưa tới 300.000, có 250 thôi mà tặng nguyên một hộp này. Hộp này là em được hỗ trợ nên em mới có tiền em tặng các chị nha, chứ không phải em thích ai là em tặng đâu nha. Có được 7 hộp duy nhất thôi. Cái canxi của chính phủ này siêu mắc luôn á. Tính ra giá nó không giảm, nó mắc hơn cả hộp ion máu đó các chị. Cực kỳ tốt luôn, liệu trình xương khớp. Dạ, nó có phải liệu trình xương khớp gì nha. Hay cực kỳ. Hộp này nè, con nít người già uống được nè. Con nít nha, trên 10 tuổi uống cái này tăng chiều cao. Các chị tính giùm em đi, em không bán. Hôm nay live stream này em nói các chị là hồi nãy đầu live em lên rồi, mua 1 nhân 2 nhân 3, hôm nay quà tặng ngập nhà. Chị nào có coi live stream em tặng quà các chị. Dạ, quà tặng ngập lớn với chị nha. Đấy, em cũng phải là công liệu trình hơn khớp với chị nha. 250 có không mấy chị? Tặng 250 một hộp. Chị nào lấy 3 hộp xương khớp, 3 hộp xương khớp siêu đỉnh của đỉnh luôn, 250 một hộp. Ai lấy 3 hộp tặng các chị một hộp canxi không đồng, canxi premium. Và đặc biệt hộp này không phải là hộp nhỏ nha, một hộp này là một hộp nhỏ, em tặng các chị là một liệu trình lớn, được không mấy chị? Dạ, chương trình siêu hồi cho mấy chị yêu nha, xương khớp 2 năm. Si ga là nhiêu vậy? Si ga là nhiêu vậy? 750 chị. Ôi, 750 hả? Đúng rồi chị, 750. Rẻ vậy? 750 chị. Trời ơi má ơi, trời ơi, chị lại lộn rồi. 1, 2, 3. Một hộp lớn này là bằng 4 hộp nhỏ nè. Tại vì cứ một hộp này là một hộp nhỏ, là các chị được tặng 4 hộp nhỏ rồi đó. Là suy ra là 4 hộp, 750 chia cho 4 cộng 3 là 7. Trời ơi mấy chị ơi, suy ra một hộp thực phẩm chức năng 107.000 đồng. Siêu hồi cho mấy chị. Thì các chị nghĩ đi, bên Hàn Quốc còn rẻ hơn Việt Nam hả? Chị có tặng quà thì mới được như thế này thôi các chị ơi. Ai coi live stream xe like giùm em nha, tặng hết mất luôn. Dạ tặng hết mất, tặng hết cỡ cho mấy chị tương tác mạnh tay giúp em, hãy nhiều tiền giúp em mấy chị yêu nha. Chơi lớn lắm mấy chị, bảo xương khớp bầu bầu uống canxi thoải mái, bầu đang cho bé bú uống canxi thoải mái, ngưng bú sữa thì qua uống xương khớp. Xương khớp này hỗ trợ là tạo độ nhờn và đặc biệt là giảm đau nhức siêu hay của Hàn Quốc. Tất cả đều là hàng đách mới và đách mới hết, không có cái nào cận đáp hết, hàng mới về. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ, 1.1 xe mục tiêu giúp em với chị nha, chương trình siêu hồi cho mấy chị yêu luôn ạ. Một liệu bây giờ em tặng nha, một liệu trình xương khớp em tặng chị Cherry Lê. Dạ có đơn ạ. Xưa chị xương khớp em tặng chị Trang Ngô. Dạ có đơn ạ. Em tặng chị Liên Trần. Dạ có đơn ạ. Em lên mọc tóc đi em, ok chị Nguyễn Thoan. Em tặng cho chị Bích Hằng Trần. Dạ có đơn ạ. Thêm một liệu trình, 2 liệu trình cho cô Nguyệt Trần. Dạ có đơn ạ. Một liệu trình cho chị Huỳnh Ngân. Dạ có đơn ạ. Một liệu trình cho chị Dung Tú. Dạ có đơn ạ. Thôi nhiều quá rồi, không đủ rồi. Thôi dần các chị ơi, có 7 hộp thôi. Thôi qua nha các chị nha. Dạ, tương tác mạnh tay gì nào, hết lên chương trình gì nữa, có bình luận giúp em, em sẽ hỗ trợ cho. Ai comment thì comment nha, nhận đơn thêm 1-2 người nữa. Giả sử gọi điện thoại ai không được là em hủy chương trình người đó, em bán qua cho các chị. Thì cái này em có được mấy hộp thôi. Đây là xương khớp, đây nó không, sorry nhầm, nó không phải là xương khớp. Cái này là canxi manhê. Đát xương khớp bao xa Minh Anh để em đọc cho nghe. 2024 đát tháng 6 là hộp này. Còn hộp này từ hộp này là 2024 đã tháng 6 luôn. Tất cả đều là hàng mới, đắt mới hết. Thực phẩm chức năng mà có chị. Không bán hàng cũ nha. Tất cả đều hàng đắt mới hết. Tính ra tháng 6 2024 còn rất là xa. Ok chưa các chị? Dạ, chị nào lấy đó phải là xương khớp chị nha, 250 mua 3 em tặng cho mình một hộp. Mà xương khớp của chính phủ dùng hay lắm. Canxi của chính phủ dùng rất là hay. Quan trọng là em kêu các chị lấy cái này nè. Cái này rất là mắc luôn. Tính ra hộp nó không sale, giá nó cao hơn hộp ion máu đó. Tại vì bình thường mấy chị mua là mấy chị phải mua thêm vitamin D, mấy chị phải mua thêm viên kẽm, mấy chị phải mua thêm viên canxi. Nhưng trong cái hộp này là nó chứa vitamin D, viên kẽm, canxi và viên manhê luôn. Các chị lên mạng các chị search lý do tại sao xương khớp của mấy chị hay bị đau là do làm sao, lượng manhê là và lượng canxi nó không được cân bằng, thiếu hụt thành phần trong cơ thể của mình, nó sẽ gây mấy chị bị đau xương khớp và đặc biệt là nó tạo thành vật bẻ, là mấy chị đang ngủ nha, mấy chị bị chuột rút hoặc bắp chuối, mấy chị nó nhức nó giật luôn,
hoặc mấy chị đi bơi mấy chị bị chuột rút, hoặc lâu lâu các chị lao động các chị chạy bị chuột rút, là lượng canxi và lượng magie nó không được cân bằng. Nên đó là lý do tại sao trong cái loại này nó tổng hợp cả bốn loại, vừa là canxi, vừa là magie, vừa là vitamin D, và đặc biệt nữa nó sẽ có cho các chị thêm kẽm. Người ta hay mua thêm viên uống kẽm đó các chị, thì ở trong đây nó quá đầy đủ rồi. Và đặc biệt nữa cả hộ gia đình uống trên 10 tuổi uống sử dụng được hộp lớn này cho em nha. Ok không các chị? Dạ chứ nào lấy cái bình luận. Chị Vũ Ngọc Trâm, chị ghi là ba xương khớp là ba liệu trình hay là một liệu trình? Ghi rõ giùm bé đẹp nha. Không ơi nó không biết ngày mai nó lên cho chị ba liệu trình chết ngắt luôn á. Một liệu trình là ba hộp xương một khớp. Liệu trình là ba hộp xương khớp, 250 một hộp. Mua một hộp 250 lấy ba hộp xương khớp sẽ tặng cho các chị một hộp canxi tổng hợp canxi premium nha. Còn ai lấy cái nào ghi gõ giùm em, ngày mai nó lên đơn cho chị ba liệu trình là chết ngắt luôn á. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ một chấm một xe một tê giúp em chị nha, lấy em một liệu trình nha. Ok mấy chị, rồi bây giờ em sẽ tính nói cái gì quên mất tiêu rồi. Hồi nãy đang nói gì về cái gì quên mất tiêu rồi. Hồi nãy đang nói gì rồi chuẩn bị like cái gì đó. Để ai hỏi cái gì nè. À chồng mấy chị. À quên mọc tóc. Mọc tóc, mọc tóc, mọc tóc. Đưa hộp mọc tóc đi. Ai coi like chia sẻ like hộp mọc tóc mẫu mới á, cái loại mà khách khen đó. Ai coi like không có bên đó thì chạy qua bên đây. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Coi coi cái hộp đó, coi hộp đó hộp gì. Không, cái đó là không phải rồi, mọc tóc đâu. Cái Advent Oil đâu. Không phải này, cái này là mẫu cũ rồi. Đưa cái hộp, đưa cái thùng đó qua đây coi coi. Coi đằng sau lưng đây có hộp nào không, Advent Oil đó, cái hộp hôm bữa về để trên đây mấy chục hộp nè. Thiệt đúng là thiệt luôn á. Ở trong nhà mà quăng mỗi thứ một nơi không à. Ghét rồi tôi bó tay bà luôn á. Ai coi like, chia sẻ like giùm em nha mọi người nha. Ok chị, ok chị. Ok chị Trang Ngô. Bây giờ nó không kéo ra hộp mọc tóc chị ơi. Rồi sao em like? Không phải. Đó bởi vậy không? Nó hàng live stream là không có được đụng vô mà chuyên gia đụng vô mà. Không, mọc tóc là không cần ngân nha. Mọc tóc là tình dùng liên tục nha. Mọc tóc nó là vitamin argan. Nó là tinh dầu argan, không cần ngân. Thôi đưa hộp mọc tóc cũ đi. Like mọc hoặc mọc tóc cũ, ship mọc tóc mới. Tức ghê vậy đó, lần nào live stream cũng vậy đó. Cứ like xong là dục hàng không à. Hàng hóa hàng mẫu like cứ dục hoài à. Bó tay bà luôn á. Ngày mai đứa nào mà lấy cái hộp hàng mẫu tôi mà ship cho khách nha, là mua cho tôi hộp đó luôn. Hàng hóa để trong nhà quăng đâu không biết để đâu luôn á. Rồi bây giờ em lên tiếp nha các chị. Dạ, lên tiếp mọc tóc cho mấy chị luôn à. Đây là mọc tóc mẫu cũ. Em sẽ ship cho các chị hộp mọc tóc mẫu mới. Mẫu cũ và mẫu mới nó khác nhau cái gì? Thứ nhất là nồng độ của nó, hàm lượng nó cao hơn. Sorry, hàm lượng nó cao hơn. Các chị dùng mọc tóc á, các chị dùng những cái loại thuốc á, thì các chị phải dùng theo liệu trình các chị ngân. Nhưng mà tinh dầu argan là thay vì nó chiết xuất trong dầu gội, thì tinh dầu argan nó làm vào trong cái viên nang cho các chị uống. Mà đặc biệt ở viên nang đó là cái hàm lượng mà người ta tự cân đo đong đếm làm sao để các chị uống được luôn. Không ảnh hưởng gì tới da đầu. Ai hôm bữa nhận được mọc tóc của em rồi xài có đỉnh không? Cho xin cái comment. Dạ chị đã sử dụng mọc tóc nào bên em mà có đỉnh không? Cho em xin chút cảm nhận nha mấy chị yêu nha. Ai sử dụng mọc tóc của em rồi có đỉnh không? Đừng bà đừng ấy nữa, ồn lắm tôi không có like được. Cho em xin cái comment em tặng lớn luôn nè. Dạ một chấm màu xe một đi mấy chị nha. Sử dụng mọc tóc em có đỉnh không? Cho em xin chút cảm nhận mấy chị yêu à. Hôm nay ai nói từ đỉnh cho luôn nha. Mẫu này là mẫu cũ, mẫu mới tốt lắm. Bữa trước chị uống một liệu trình rất hiệu quả, giờ mọi người nhờ chị mua giùm chị Nguyễn Thoan. Ok mấy chị đợi em chút xíu em lên liền. Em nói thì các chị nghe nè, mọc tóc các chị uống nhiều loại uống nó sẽ bị nóng. Có những loại nó uống nó bị nóng, uống nó bị gọi là nó bị mập. Có những người uống mọc tóc không có thấy hiệu quả. Em nói các chị mọc tóc đừng uống của Mỹ.
trước khi em uống của Hàn Quốc, em uống của Mỹ rất là nhiều. Hello các chị đang coi live, em uống mọc tóc của Hàn Quốc, em thấy nó hiệu quả nhất mà uống nó mát cơ thể. Nó làm từ viên argan. Nó làm từ viên argan nên nó rất là hay. Siêu ok, là cực kỳ đỉnh luôn. Các chị biết không, sau khi hậu Covid người ta rụng tóc rất là nhiều. Các chị uống viên mọc tóc là uống hàng ngày luôn. Nó tốt cho tóc nè, móng tay và đặc biệt da dẻ, các chị sẽ rất là ok. Hôm nay em chơi lớn. Bây giờ em không nhớ đâu, hình như em còn được mười mấy hay hai mươi mấy hộp à. Tại vì hàng em để bên kho gần Tết rồi, hàng hóa đồ em, hàng sách tay đồ em không có để bên đây. Các chị ơi, nguy hiểm lắm, gần Tết là người ta đi, người ta kiếm thêm tiền á. Em để bên đây là em chốt luôn. Tại vì đa số những hàng là em nhờ người ta xách tay về để giờ giảm tiền cước. Chú em mà đi mà hàng mà thông quan cước đồ này nọ đầy đủ là một hàng một hộp lên cao lắm. Rất là nhiều tiền, em bán không có nổi. Nên là mấy hôm nay em đang nhờ là người ta xách tay về, mà hàng là em để bên kho hết luôn. Em không có dễ đắm để bên đây hộp nào hết. Hộp em like nó kiếm không ra. Thật dễ sợ không? Chị đang dùng mẫu cũ đã hết gần 2 hộp rồi, thấy đỡ rụng tóc và mọc tóc con ra. Hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên đó mấy chị nha, chuẩn bị tương tác mạnh tay mấy chị yêu ạ. Ai nhanh tay có đơn, còn được mười mấy hộp nữa là hết. Ai lấy mọc tóc, các chị comment. Hôm bữa em giảm các chị là 799, có like 699k một hộp. Hôm nay em cho luôn nha. Em hết nha, còn được mười mấy hộp, hai mươi mấy hộp tầm đó đổ về, em nhớ vậy. Chị nào lấy mọc tóc, xếp với chị loại mới, hàm lượng nó cao hơn loại này luôn, uống nó nhanh đẹp, nhanh mọc hơn. Và đặc biệt nữa hỗ trợ là giảm tóc rụng, và đặc biệt nữa là tóc đen. Ai mà da mà bị gọi là da đầu mấy chị mà hay bị rụng, bị ngứa, da dầu á, cái chị dùng hay lắm. Và đặc biệt những người mà tóc bạc mọc nhiều á, tóc bạc á, mọc nhiều. Lên giùm em mọc tóc. 699.000 một hộp. Dạ mọc tóc mấy chị nha, 699k một hộp luôn mấy chị. Còn được mười mấy hai mươi hộp, cho luôn. Ai lấy mọc tóc 699.000 một hộp, mua một hộp tặng hai hộp là thành ba, đủ một liệu trình cho các chị xài. Siêu hời luôn mấy chị nha, đâu có phải là viên mọc tóc 699k mua một tặng hai thành ba là một liệu trình luôn, chương trình chưa mọc... bao giờ có đâu mà. Chị Trang Ngô nói mọc tóc đỉnh lắm em, chị uống một hộp mà mọc tóc con tùm lum mà tóc bạc cũng ít lại đó em, chị Trang Ngô chia sẻ. Ok chưa, và em like đúng một lần thôi nha. Ai mua được thì các chị đặt nha. 699 mua một tặng hai hộp thành ba đủ liệu trình. Siêu hời luôn mấy chị nha, chị nào lấy cho bên em cũng phải là viên uống mọc tóc 699. Sẽ không bao giờ có cái live stream nào mà rẻ như cái live stream này, vì cái live stream này là cái live stream sale hàng. Ai lấy thì comment ok chưa các chị? Dạ 1.1 xe 1 tiên giúp em với chị nha. Viên uống mọc tóc 699k mua 1 tặng 2 là thành 3 em với chị ạ. Má ơi quá rẻ, 699 mua 1 tặng 2 là thành 3. Ai coi live stream chia sẻ like. Đây cái mẫu mới đây. Cái mẫu mới đây các chị, hàm lượng nó siêu nhiều luôn. Và đặc biệt nữa nhiều dùng rất là ok, cực kỳ hay. Ok không ạ? À? 699 mua 2, mua sorry nhầm, mua 1 tặng 2 là thành 3. Ok không? Dạ chứ nào lại hay lên cũng hết giúp em là viên uống mọc tóc với chị nha. 699k mua 1 tặng 2 là dùng thử đi. Bảo đảm các chị luôn, cảm thấy là tóc tai đồ nó ok, và đặc biệt nữa nó siêu đỉnh luôn. Ai coi like một tim, một like một xe cho bé đẹp nha các chị ơi. Em thấy có khách hàng đang hỏi em ơi còn thạch NMN không kìa. Khách hỏi em thạch MNN còn không kìa các chị. Đưa giờ mượn hộp thạch NMN đi. Mẫu mới gì chị Hoa Ngọc? Là sao chị Hoa Ngọc? Mẫu mới chắc VIP á chị. Mẫu mới thì hàm lượng cao hơn nên uống nó sẽ nhanh mọc tóc hơn mẫu cũ nữa. Mà mẫu cũ đã rất là chạy rồi. Mẫu mới là hôm bữa mới vừa về trả đơn các chị xong. Hôm bữa có nhiều người hỏi nhưng mà em không có like. Ơi uống hơi bị hay luôn á nha, mà siêu hiệu quả luôn á. Dạ, cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt. Sử dụng, em sử dụng hàng ngày. Các chị ơi, da dẻ đẹp, hồng hào, thạch NMN nó sẽ hay hơn và đặc biệt hiệu quả hơn so với những cái loại thạch collagen lụ thông thường. Trong đây nó là elastin. Mẫu mới một vỉ 10 viên, chị mới uống ok lắm luôn. Cảm ơn chị Ngọc. Hộp này ai đã được sử dụng rồi cho xin cái comment. Dạ chị đã nhận rồi và sử dụng rồi, bắt lốt cho em cầm. Hết chương trình tặng. Hộp này bên Hàn Quốc mấy triệu một hộp? Thạch NMN
đứng đầu top thạch là đẹp da, ăn vô đẹp da, và đặc biệt thạch collagen NMN. Nó có elastin, nó nuôi cấu trúc da, và đặc biệt nữa da các chị sẽ trẻ hóa. Các chị ăn thạch NMN, da các chị sẽ đẹp hơn các chị uống viên uống thạch, uống viên uống NMN luôn. Tại vì thạch NMN á, nó hàm lượng vô cơ thể các chị nó nhanh hơn. Giống như các chị uống dạng bột và dạng thạch nha, nó hấp thu cơ thể các chị nhanh hơn là các chị uống dạng viên nữa. Hôm nay có nên phá đảo không ạ? Dạ chứ nào, hết đâu mà hết, giờ lên chữ hết mà chị chơi lớn với chị em nha. Hôm nay có nên chơi lớn không ạ? Ai muốn đẹp trước Tết đâu, cho xin comment. Dạ chứ nào, muốn đẹp trước Tết thì cho xin comment chữ muốn chị em nha, để nhanh chơi lớn với chị em. Ngon cực luôn á. Cái này là em bỏ trên tủ lạnh, là em không có bỏ vô hộp đâu, em bỏ trong tủ lạnh luôn. Để em ngày nào em mở tủ lạnh ra em uống nước em cũng nhớ em ăn, ngon lắm, siêu ngon. Nhắc tới là thèm liền. Hôm nay em chơi lớn với chị lần trong cuộc đời. Thề luôn. Hôm bữa ai được ăn thạch NMN em tặng rồi, cho em xin comment cái mấy chế ơi. Dạ chị, nếu mà đã nhận được rồi thì cho em xin chút comment, chút cảm nhận sử dụng có tốt với chị em nha, có đẹp da và có hiệu quả không với chị yêu ạ? À? Ngon lắm. Chua chua ngọt ngọt. Siêu ngon. Thạch NMN. Ai bữa được ăn không? Nãy có chị hỏi. Cái này phải thôi, hôm nay không tặng được đâu. Ngày mai coi lại. Không biết còn dư được mấy hộp nữa. Cái này hết hàng rồi. Thôi, quên. Tặng xong có hà khách chửi nữa. Ngon. Cực ngon luôn. Ngày các chị ăn một gói là bằng bao nhiêu ngày các chị ăn thạch collagen á? Cực kỳ ngon. Ăn cái này trước khi ngủ. Ăn cơm no rồi ăn nha. Ai mà bị đau bao tử thì nên ăn cơm no rồi ăn. Tại vì nó sẽ có chua. Ngon. Mấy chị ăn á, mấy người đau bao tử ăn dễ bị đói. Nên ăn cơm no rồi ăn. Sáng ngủ dậy ăn, ăn một gói xong rồi ăn sáng là tuyệt vời luôn. Ngon. Em thức khuya lắm. Nên giờ này em ăn, 2 giờ em mới ngủ lận. Mấy hôm nay là ngủ sớm không nhiều rồi đó. Tại vì mấy hôm nay á, hàng hóa đồ không có về được. Nên là làm hàng xong á, có xăng sale cũng không có về được hàng. Mấy hôm nay mấy bên vận chuyển nó đang tắt đài rồi. Nên là mấy hôm nay không có làm nhiều. Ăn no ngủ kỹ không, bởi vì hôm nay ốm lắm. Ăn no ngủ kỹ xong bởi vì hôm nay ốm lắm. Ngày mai đi em phá đảo lớn các chị. Ngày mai em sale thêm mấy loại thực phẩm chức năng nữa. Hỏi là cho bé bú ăn được không chị? Trời ơi, vô tư. Thạch NMN cho bé bú ăn bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Siêu ok luôn. Cực kỳ tốt luôn. Một gói thành 10 gói collagen bình thường với chị ạ. Ai mà nãy giờ được tặng bộ sâm cao ly livestream này là chúc mừng nha, chúc mừng lớn nha. Siêu tuyệt vời. Mấy chị ơi còn đang coi like không, cho xin cái comment tí đi, em like tiếp nè mọi người. Dạ chiếu nào còn coi like cho em 100 mấy chị nha. Tại vì nãy giờ em đang like, em đang nói về thực phẩm chức năng. Em có một cái loại này em tính like từ đầu like mà em quên, em mới kiểm tra ra có được một ít. Em đưa giùm chị cái hộp viên tỏi đen lên men chống ung thư đi. Đếm qua được bên trong còn được nhiêu hộp luôn nha. Mấy chị share một like. Nếu như mà các chị không nhớ không lầm là hồi xưa em có tặng một lần. Em tặng một hũ. Mua hóa đơn gần 1 triệu em tặng. Coi còn được bao nhiêu hộp, hôm bữa mua giùm cho chị kia đó. Đây. Có ai nhớ này không? Viên tỏi đen. Đọc đi em. Dạ, viên tỏi đen mình chị nha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn mấy chị yêu ạ. À. Viên tỏi đen này là viên tỏi đen thực phẩm chức năng, lên men, chống ung thư, hay lắm á. Cái này là nó là, để em mở ra cho các chị coi. Cái viên nó giống như cao xương ngựa vậy á, nhưng mà nó là hoàn toàn là tỏi đen nguyên chất. Uống cái này khỏe lắm, cực kỳ khỏe luôn. Đang cảm cúm làm ngay cho em là khỏe tuyệt vời luôn. Em đang cầm trên tay của em là tỏi đen lên men. Các chị về các chị hỏi đi. Tỏi và đặc biệt viên này cực kỳ tốt. Chỉ cái công nghệ này nó chỉ có bên Hàn Quốc thôi. Ở bên nước khác, đa số chỉ có Nhật và Hàn Quốc là hai nước đứng đầu.
Nhưng mà cái dòng Orihiro của Nhật á là tỏi đen thông thường. Còn tỏi đen này là tỏi đen của chính phủ. Tỏi đen được lên men. Đưa mượn cái hộp. Hôm bữa em mua giùm khách là một cái hộp lớn như thế này nè. Đó. Một hộp như thế này là mắc lắm nè. Hôm bữa em chiết ra em tặng khách. Mua một hóa đơn trên, nói chung là một hộp thực phẩm chức năng gần cả triệu, tặng một hộp nhỏ như thế này. Uống tốt lắm luôn. Hôm nay ai đang coi like chia sẻ like. Dạ 100. Cho một cái hộp lớn đi. Hôm nay phá đảo lần đầu tiên trong cuộc đời tặng quà. Cho một cái hộp lớn. Một hộp lớn, một hộp mấy triệu bạc một hộp. Đây đây. Đây. Có giảm cân cho mẹ bỉm không Minh Anh? Chị Nguyễn Thuy. Có giảm cân cho mẹ bỉm không? Có. Viên uống giảm cân trà xanh. Có luôn chị Nguyễn Thúy ơi. Đây. Hay cực kỳ. Hay lắm. Em còn được 3 hộp lớn như thế này. Một hộp này chống ung thư hay lắm nha. Ung thư, đột quỵ và cảm cúm. Kinh nguyệt, bị bệnh gan. Nói chung đầy đủ tất cả các loại bệnh. Các chị dùng viên tỏi đen lên men của Hàn Quốc. Viên tỏi đen của chính phủ Hàn. Em còn được 3 hộp, em tặng 3 chị. Dạ, 3 chị lên luôn. May mắn chị nha, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng chị nha, tăng cường khả năng miễn dịch cho mấy chị và sức khỏe. Lên cho em men vi sinh phụ nữ. Chơi luôn. Men vi sinh phụ nữ mấy chị yêu nha. Ai lấy men vi sinh phụ nữ? Men vi sinh phụ nữ thứ nhất chống ung thư cổ tử cung. Thứ hai, ai bị u nang u sơ hoặc là huyết trắng các chị ra nhiều, bị khô âm đạo dùng cho em cái này. Âm đạo các chị ướt nhiều quá nó gây ngứa. Rồi có con nấm Canada ở trong vùng kính của mình, dùng cái này cho em. Đây làm gọi là một cái nấm, gọi là một cái men vi sinh phụ nữ. Nó có một cái lợi khuẩn siêu tốt cho cái vùng kính và cái cô bé của mình. Nó chống bị hôi và bị ngứa. Và đặc biệt nữa là u nang u sơ. Ai đang có khối u nang u sơ trong cổ tử cung, uống cái này nó sẽ teo và nó giảm. Người nào các chị đang sợ, nói chung là mình bị nấm nhiều, bị ngứa nhiều đi, mấy chị sợ bị ung thư cổ tử cung, thì các chị uống cái này nó ngăn ngừa. Ở bên Hàn Quốc là trẻ con, nói chung là tới tuổi dậy thì có kinh nguyệt là người ta đã cho uống cái này rồi. Hay cực kỳ luôn. Tại Việt Nam mình ít khi biết thôi. Cực kỳ hay, siêu hay. Ở bên Mỹ thì nó là dạng viên, nhưng của Hàn Quốc nó làm dạng gói. Mà cái bột nó uống ngon cực kỳ. Ok không? Ai lấy men phụ nữ các chị ghi giùm em. Dạ là cũng phải là men vi sinh phụ nữ à. Hôm bữa là một men vi sinh phụ nữ tặng một hộp này, đúng không? Một lọ 850 một hộp men phụ nữ, tặng một lọ. 3 chị yêu may mắn còn được 3 hộp lớn. Dạ, 3 chị yêu may mắn. Ai lấy men vi sinh phụ nữ 850 một hộp, em tặng một hộp này 4 lọ luôn. Ok à? Dạ, tặng một hộp lớn với chị nha. Đâu có phải là men vi sinh phụ nữ 850, tặng một hộp lớn tỏi đen với chị yêu à. Ai coi like, chia sẻ like. Chưa bao giờ có nha. Có được mấy hộp thôi tặng. Ai coi like này được, ai nói chung là bảo vệ sức khỏe các chị được, các chị lấy cái này. Hay lắm luôn. Viên tỏi đen lên men chống ung thư. Cực kỳ hay. Dạ, một dạ. Cảm cúm, sức khỏe, đề kháng yếu, tất cả các loại, uống cho em được cái này. Viên tỏi đen của chính phủ Hàn Quốc. Dạ chị nào lấy là có phải em là men vi sinh phụ nữ. Hôm bữa là một men tặng một hũ nhỏ. Còn được 3 hộp lớn này. 3 hộp lớn, một hộp là 4 hộp nhỏ. Ai lấy một hộp men, em tặng luôn một hộp lớn, bao gồm là 4 hũ luôn. Em chỉ có được 3 hộp này thôi nha. Ai lấy comment cho hết luôn rồi đó các chị. Dạ, 1.1 xe 1 tia giúp em chị nha. Em chỉ còn 3 hộp vậy nào lấy. Phải là men vi sinh phụ nữ tặng một. Chị Lê Thảo Nguyên ơi, người đẹp nhắn qua tin nhắn giùm em đi. Nhân viên em nó check tin nhắn của chị. Rồi có gì nó gửi đơn cho chị. Kiểm tra giùm em đi xem đơn đó nó đã gửi chưa. Ai lấy thì các chị cứ comment giùm em nha mọi người nha. U là trời, sao hôm nay da khô dữ vậy ta. Dạ mấy mấy sinh phụ nữ em tặng chị chê chi lê ạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Ngày mai chắc phải túc trực like quần áo với sao sale mấy cái hàng sale quá. Ngày mai túc trực like quần áo sale mấy cái hàng sale quá. Quá trời hàng. Lẹ like tống hết đi cho xong đi. Ôi hàng nhiều quá, để nhà về quê tết đồ này nọ cũng không yên tâm. Nhất là mấy cái quần áo đồ đó.
sale hết đi nha. Ngày mai chắc sale hết quần áo đồ này nọ luôn quá. Mai sale sạch sàng mấy chị ạ. Để coi nhà còn gì nữa like luôn. Mấy chị tim một like cho em nha. Thôi bây giờ nè, lỡ like thực phẩm chức năng rồi lên luôn cái này cho các chị để các chị sử dụng. Dạ, 1 chấm 1 xe 1 tim chị yêu nha. Chị nào còn coi like cho em xin 1 chấm là em lên hàng cho mấy chị yêu luôn ạ. À, liệu trình xương khớp rồi đúng không? Qua rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, hôm nay tặng cái này luôn đi. À, chị Nguyễn Huy nói là giảm cân đi chị. Ok, giảm cân trà xanh. Lên luôn giảm cân nha. Dạ, giảm cân. Giảm cân trà xanh này mắc á. Giảm cân này uống là khó, sử dụng là không bị mệt nha chị yêu nha. Giảm cân trà xanh là 1,2 triệu một hộp. Giảm cân, viên uống giảm cân trà xanh của Hàn Quốc. Ê, viên này em thấy uống ok nha. Em uống mấy hôm rồi, em cảm thấy ok lắm. Mà tại vì em bị cái bệnh như nè. Em uống giảm cân là em bị một cái bệnh lời nguyền của em luôn. Em uống được mấy hôm em thấy giảm rồi, cái xong em ăn lại. Đó, nên là em bị cái bệnh đó. Ai mà uống được cái chị Xuyên duy trì cho em một tháng. Em uống có 3 ngày, xong em nghỉ 2 ngày, xong em uống lại cái nó bị lờn thuốc. Cái chị uống là cái chị uống duy trì giùm em. Đó là lý do tại sao em khó giảm là vậy đó. Uống có mấy loại rồi xong rồi ngưng, xong rồi uống lại. Nên là giống như cái cơ địa mình đang xuống cái tìm mình ăn lại cái nó lên đó mấy chị. Cái này rất là hay, vì uống giảm cân trà xanh. Có bán bánh kẹo không Minh Anh, chị Hạnh Phạm? Em có. Chị gì quên rồi. Hello, chào chị Mỹ Hằng đẹp gái. Hello, chào tất cả các chị đang coi live. Ok, để em lên cái này cho mọi người luôn. Viên uống giảm cân trà xanh 1,2 triệu một hộp. Ai đặt hàng trong livestream ngày hôm nay, viên uống giảm cân trà xanh tặng các chị 499 ngàn. Dạ, giảm cân trà xanh mấy chị nha, 499k một hộp. Mấy chị giá siêu yêu, mấy chị yêu trải nghiệm luôn ạ. 499k một viên giảm cân trà xanh 499. Giá siêu hồi đó mấy chị nha, giảm cân là 499k nha. Uống không bị làm mệt mấy chị yêu nha. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Cái hũ đó còn được mấy hũ vậy? Còn được hũ nào không? Lấy ra tặng luôn. Dạ, còn. Cái hũ đang uống gian dở đâu? Ai coi like chia sẻ like giùm em. Đây đây đây, chơi luôn. Dạ chơi luôn chị nha, này là cực kỳ ngon, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ê, cái này là ai hơn thì được nha. Em đang cầm trên tay của em là cao cam thanh yên omega và mứt táo. Hũ này hôm bữa bán 800 ngàn một hũ, còn được có 3-4 hũ thôi. Ai lấy viên uống giảm cân trà xanh 499 ngàn em tặng một lọ này không đồng. Dạ đúng rồi, giảm cân trà xanh 499k tặng một cao cam mứt táo cực kỳ tốt cho sức khỏe. Siêu ngon, vừa là cao cam có bên trong có omega là bảo ngủ vạ quả ngũ vị tứ và đặc biệt là có mứt táo. Cái này uống nè tăng đề kháng và đặc biệt làm trắng da. Uống cái này mỗi ngày là da các chị siêu trắng luôn, làm trắng da rất là nhanh. Và đặc biệt có mứt táo nó siêu ngon. Đang bị cảm, đang bị đau họng, làm cho em một ly nước nóng kèm theo cái này. Còn được 3-4 hũ, ai lấy comment tặng luôn. Dạ tặng lớn, tặng sâu luôn các chị nha. Em bán hàng á, không phải là mua hàng em tặng quà. Mà em thấy cái nào còn lẻ em tặng các chị. Ai coi là em yêu đổi cao được không? Chị Phan Kiều Trâm. Không, chị Phan Kiều Trâm. Cao cam 799 ngàn, bằng tiền cái dòng chị mua rồi nên em không đổi được. Ai coi like chia sẻ like. Cao cam 799 bằng tiền cái dòng chị mua rồi, sao mà em đổi được cái đó ngang với cái dòng rồi. Em lỗ sặc máu, chị Phan Kiều Trâm ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Dạ, 1 chấm 1 xe 1 tiên giúp em, chị nào lấy giảm cân lấy em cũng phải là giảm cân chị nha. Tặng một cao cam mức 8 cân. Bánh kẹo còn gì like không? Còn chị. Còn gì để like không? Ê, cái bánh phô mai này hôm nay tặng luôn nè. Họ quyết tâm hôm nay chơi lớn cái bánh phô mai luôn. Bánh phô mai cực kỳ ngon. Hôm nay ai coi like được là hồi. Siêu hồi luôn. Ôi, cái bánh trứng muối này siêu mắc luôn á. Tặng bánh trứng muối nha. Xe bánh trứng muối nha. Hơi bị ngon. Trứng muối của Nhật. Bánh này là bánh trứng muối phô mai của Nhật, mua ăn Tết nha các chị. Hôm bữa em like một bọc này, hàng mới về là 115.000 một bịch. Trứng muối phô mai. Ai lấy các chị ghi giùm em trứng muối phô mai thề trong livestream ngày hôm nay luôn, 115.000 một bịch. Ai lấy trứng muối phô mai hôm nay sale bao nhiêu tiền? 70.000 một bịch đi. Lên em có phải là bánh trứng muối phô mai nha. Thôi. Bây giờ chị nào lấy trứng muối phô mai combo 99.000 hai bịch luôn. Chơi lớn chị nha, combo 2 bịch là 99k luôn mấy chị yêu ạ.
còn được chục bịch em hết. Ai lấy cờ bên 99.000 hai bịch luôn đi. Dạ tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. Đọc mã đi. Hai bịch bánh trứng muối là 99.000. Trời ơi, người ta lên mã rồi mà cứ kêu khách xe qua xe lai hoài à, khuya rồi xe cái gì nữa, lên mã đọc mã đi. Dạ cơm bò hai bánh trứng muối là 99.000 với chị nha. Ai coi like chia sẻ like. Ai lấy một bịch 70.000, ai lấy hai bịch đến 99.000 hai bịch. Ok. Sắp siêu hồi rồi mấy chị ạ. Cơm bò hai bánh trứng muối. Bánh này là em bán ngon và em bán chạy lắm nha các chị nha. Siêu ngon và siêu chạy nha. Si ra 100.000 hai bịch là không bao giờ có. Trứng muối phô mai 70.000 một bịch. Ai lấy hai bịch hôm bữa hồi mới về là 115.000 của Nhật. Bánh này của Nhật và đặc biệt nữa là trứng muối phô mai và nó có thơm lắm, siêu ngon. Mấy chị hỏi khách đi, không có ai mà sale rẻ vậy đâu. Hôm bữa người ta mua toàn là không, hôm bữa người ta mua 115.000, lúc sau là bán lỗ quá. Thấy ít người coi live sale còn 85.000, rồi có live sale còn 79.000 nữa, giờ 100.000 hai bịch. Xíu rồi mấy chị, cực kỳ ngon vậy nha. Lên em cơm bò hai trứng muối vậy nha. Mấy chị thấy lên mã con viên nhân viên nhà em nó cờ bên là mấy chị biết ngon rồi. Bánh này hôm bữa cho nó ăn nó khen quá trời luôn. Bây giờ là nó chốt, là mấy chị biết nó rẻ, nó hồi cỡ nào nó mới lấy đó các chị. Em còn mười mấy bịch à, em lùi bán lắm, em tặng cho hết đi. Dạ rất là ngon luôn nha mấy chị em nha, cực kỳ ngon luôn mấy chị. Lấy ai coi like hai cơm bò hai bịch bánh trứng muối à. Rồi bây giờ em đọc tên nè, ai coi like chia sẻ like nha. Dạ, hai trứng muối phô mai ghi trên đi. Dạ có đơn ạ. À, hai trứng muối phô mai chị Mỹ Hằng. Dạ có đơn ạ. À, ai coi like chia sẻ like hai bịch 100.000 đi cho xong đi. Lâm Tuyết Phương hai bịch. Dạ có đơn ạ. À, em tặng chị Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. À, em tặng chị Mùa Noel đến hai bịch. Dạ có đơn ạ. À, ai coi like chia sẻ like giùm em. Em tặng cho chị Trang Ngô hai bịch. Dạ có đơn ạ. À, ai coi like chia sẻ like giùm em, còn được mấy bịch nữa vậy? Thủy Tiên đọc chưa? Dạ chị Trang Ngô rồi, chị tới chị Thủy Tiên đọc chưa? Mùa Noel đến chưa? Mùa Noel đến rồi, chị tới chị Thủy Tiên. Thủy Tiên hai bịch. Dạ có đơn ạ. À, dạ còn một bịch cuối cùng. Còn bịch hả? Còn bịch ai lấy comment Hạnh Phạm đi, còn bịch cho chị đi. Dạ có đơn ạ. À, Hạnh Phạm còn bịch cho chị hết luôn rồi đó, hết sạch rồi. Chuẩn bị nha mấy chị nha, bánh phô mai ngon nữa chị ạ. À, ai coi like chị sẽ like hết luôn hả trời. Rồi bây giờ nè, cái này còn được mấy bịch sale luôn nha. Dạ, trời sale ơi, chị này mà nó ngon lắm nha chị yêu nha. Cái này sale hả? Cái này bán chạy đúng không á? Cái này là ngon á. Thôi lỡ rồi. Ngon. Bánh phô mai, trời ơi, bánh này là ngon nhất nách. Siêu ngon mấy chị nha, ăn. Hôm bữa sale lẻ một bịch bao nhiêu biết rồi, bánh phô mai của Nhật, bánh chi siêu ngon. Hôm bữa sale một bịch bao nhiêu biết rồi, cơm bồ hai bịch sale còn 79.000 một bịch. Ai coi like ghi giùm em bánh phô mai. Dạ nó có phải là bánh phô mai giúp em nha mấy chị yêu nha. Bánh này không lấy hối hận, còn được 10 bịch. 100.000 hai bịch luôn. Chơi lớn vậy nha, lấy em có bò là cơm bò hai bánh phô mai 100k hai bịch mấy chị yêu nha. Thề với các chị luôn, ai lẹ tay được bánh phô mai. Cơm bò hai bánh phô mai là 100k mấy chị yêu nha, cực kỳ ngon mấy chị yêu ạ. 100.000 hai bịch, hôm bữa bán bao nhiêu, sale bao nhiêu, hôm bữa sale lẻ bao nhiêu. Một bịch 89.000, cơm bồ hai bịch là còn 79.000 một bịch. Là si gan bịch 80 rồi. Bây giờ 100.000 hai bịch thề không bao giờ có. Cực kỳ ngon đó mấy chị ạ, cực kỳ ăn cực chị, kỳ. Chị Thủy Tiên Nguyễn hai bánh phô mai. Dạ có đơn ạ. À, Duyên Jenny hai bánh phô mai. Dạ có đơn ạ. Chị Trang Ngô hai bánh phô mai. Dạ có đơn ạ. Chị Kim Thư hai bánh phô mai. Dạ có đơn ạ. Ai coi like Cherry Lê hai bánh phô mai. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like còn được 4 bịch. Nhanh tay mấy chị ơi, hết luôn. Dạ còn 4 bịch mấy chị nha, là cực kỳ ngon, ăn cực kỳ nghiện mấy chị nha. Ôi ngon lắm. Hạnh Phạm hai bánh phô mai cho Hạnh Phạm. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chỗ bánh này ngon lắm, siêu ngon. Dạ em còn hai bịch là hết mấy chị nha. Bánh này hai bịch để dành đi, không bán nữa. Hai bịch để cho tôi ăn. Bánh này ngon lắm, tôi thích lắm. Không bán, không nhận đơn nữa, chốt tới Hạnh Phạm thôi. Lên ôm ai đi, lẹ tay lên, có bánh nào bà đem ra hết, tôi sale đi cho xong mã đi nè. Còn hai bịch đem đi. Hai bịch để lên đây đi. Duyên ơi. Dạ. Hai bịch để lên đây luôn đi. Không ai quên nữa, bán nữa. Hai bịch này ngon, để dành đi. Hết hàng rồi. Cực kỳ ngon nha mấy chị. Bánh trứng muối là để dành trên lầu là nửa thùng rồi. Rồi bây giờ lên giùm em ôm ai nè. Ô mai chị tấn tiền chị không quá trời nè. Ô mai còn 8 bịch. Sale luôn. Ôi ngon lắm nha. Sale xong rồi chị đã chuẩn bị bình luận giúp em à. Ô mai Việt Quốc và ô mai Cherry. Ngon cực kỳ luôn mấy chị ơi. Ai coi like chia sẻ like coi dùm giá giảm rẻ nhất nhiêu tiền vậy Duyên? Giá hôm bữa đó, cái giá mà bán lỗ đó. Trời ơi sao tôi bán rẻ vậy?
Có lộn không? Hồi xưa 65 ngàn bịch mà. Ôi, má ơi thiệt, nhiều khi cuộc đời á nhập vô làm chi rồi bán lỗ gì trời. Rồi lên giùm em, ô mai các chị ơi. Ở trên đây là ngày sản xuất, hàng sử dụng là 12 tháng. Đắt của nó là tháng 9 tháng 10 2023. Ô mai trái cây ngon tuyệt vời. Một bịch 65 ngàn, bây giờ xả hai bịch 70. Lấy em combo 2 ô mai thì nha, 70k luôn mấy chị yêu ạ. À. 2 bịch 70 ngàn, thề các chị lần đầu tiên trong cuộc đời có 2 bịch 70 ngàn. Tiga một bịch 35 ngàn. Các chị coi livestream người ta có bán giá này không? Bao mấy chị luôn, không bao giờ có. Ai coi like chia sẻ like giùm em. 2 bịch 70 ngàn, Siga 35 ngàn một bịch ô mai. 8 bịch đó cho chị đi để chị cho cái gì? 8 bịch đó để cho chị đi, chị cho mấy đứa trẻ không cha, chị Kim Thư. Vậy chị ghi giùm em ô mai đi để em đếm lại như bịch. Từ từ. 2 nè, 4 nè. 6 nè. Được đúng 10 bịch á. 6 coi từ từ. 2 4 6 8 được 10 bịch đó chị. Dạ 10 bịch chị yêu nha, mình lấy 5 combo chị yêu nha. Chị lấy chị ghi giùm em là 5 combo ô mai đi. Ghi giùm em 5 combo ô mai đi, được 10 bịch. Hồi nãy nói 8 mà kiểm lại là còn được 10. Thêm 2 bịch nữa là hết. Ghi giùm em combo ô mai nha chứ đẹp. 8 bịch, ghi giùm em là sorry là 10 bịch á, là ghi giùm em 5 combo ô mai đi. Dạ không phải là 5 combo ô mai chị Kim Hương nha. Ghi giùm em là 5 combo ô mai. Ok không? 5 combo ô mai. 2 nè. 4 nè. 6 nè. 8 nè. 10 nè. Rồi. Ai lấy comment qua đi em. Dạ chị Vân Nguyễn Ngọc hỏi có dòng hổ phách không em ạ? À? Chị Vân Nguyễn Ngọc ơi, mấy hôm nữa đi mấy anh like dòng hổ phách cho chế đẹp nha. Mấy hôm về. Ủa cái đó sale luôn hả? Ôi ngon lắm á. Ngon chị nhưng mà thôi nãy. Các chị ơi thôi lỡ rồi chơi luôn cái bánh này nè. Bánh rau củ. Trời ơi má ơi, xe bánh này là tiếc lắm luôn. Bịch này ở ngoài đang bán 140 một bịch. Bánh rau củ của Nhật. Ghi giùm em. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Ghi giùm bé đẹp bánh rau củ. Hôm bữa xả một bịch rau củ 75 ngàn là sale rồi. Hôm nay 100 ngàn 2 bịch. Siêu sốc với chị nha, lên combo 2 bịch là 100k bánh rau củ đó mấy chị ạ. Combo 2 bánh rau củ giúp em 100k mấy chị nha. Trời ơi bánh này là vừa ngon, vừa ngon, vừa giòn. Mà đặc biệt bánh mặn mặn siêu ngon luôn. 5 combo. Ghi giùm em là 5 combo ô mai. Rồi ok, nốt lại 5 combo ô mai cho chị đi. Ai coi like chia sẻ còn được 8-9 bịch rau củ. Các chị tranh thủ nha, bánh này ngon lắm. Nó được làm từ rau củ. Và đặc biệt nữa, nó là bánh giống như là bánh dính AFC vậy mà ngon hơn AFC nhiều. Nó giòn mà nó mỏng. Mà ăn nó mặn mặn, nó thơm. Mà đặc biệt nữa, cực kỳ ngon, người già ăn được. Bánh rau củ, hỏi khách đi, không ngon trả lại tiền. Dạ cực kỳ ngon chị nha, lấy em có là combo 2 bánh rau củ là 100 ngàn. 2 bịch 100 ngàn đồng, 2 bịch 100 ngàn đồng đó, tháng 5 2023. Các chị ơi xa vời vợi luôn á. 2 bịch rau củ Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. 2 bịch bánh rau củ cho chị Trang Ngô. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. 2 bịch rau củ cho Khánh Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like cầu em. 2, 4, trời ơi má ơi còn có 5 bịch rồi, hốt giùm em luôn đi. Dạ rồi bánh rau củ này mình được ăn sáng cực kỳ tốt lắm mấy chị nha. Chị nào chị kia không? Hôm bữa mua, hôm bữa là về là được 5-6 thùng. Chị lấy một thùng luôn á. Chị mua một bịch ngon quá, chị lấy một thùng chị nói ăn sáng. Cho con chị đem theo đi học ăn sáng nè. Ngon cực luôn. Chị Cherry Lê 2 bịch. Dạ có đơn ạ. À. Rồi còn 3 bịch, ai lấy ủng hộ giùm em đi. Dạ em còn duy nhất 3 bịch với chị nha. Chị nào lấy có là combo 2 bánh rau củ mình dùng ăn sáng kết hợp với sữa là cực kỳ đẹp. Siêu ngon luôn. 2 bánh rau củ Kim Thư. Dạ có đơn. Ủa rồi còn bịch em để ai mua mấy chị? Trời ơi mấy chị ơi, ủng hộ giùm em đi mấy chị ơi. Cái gì vậy trời. Mua xong chùa lại còn đúng bịch nữa trời. Lấy giùm em đi, lấy giùm em luôn bịch nha chị Kim Thư ơi, ngon lắm. Ăn đáng đồng tiền, thôi chốt chị đi. Dạ rồi, chị Hương lấy luôn rồi chị. Ở dạ, trong, cảm ơn chị. Ok, ở trong có bọc không em, chị Trang Ngô. Hình như là có đó. Hình như là có đó. Em nhớ nữa. Bánh này là xẻ ra rồi ăn à. Ai coi like, chia sẻ like nha. Đầu óc dạo này em trên mây mà mấy chơi cũng không nhớ hết được đâu. Ai coi like, ủa còn được nhiêu đây hả? Rồi bây giờ chiến lớn cái này luôn là cho nè, không bán, nghỉ bán. Cái này là cực kỳ thơm. Ủa sao ít vậy? Đúng rồi chị, mình
Ôi. Dạ chị Nguyễn Nhung là có từng gói nhỏ bên trong nha mấy chị. Có từng gói nhỏ bên trong. Ừ đúng rồi. Ừ tại em không có nhớ. Em không có nhớ gì đâu. Đầu em dạo này trời ơi ngu lắm thiệt. Em ăn mà em còn không nhớ có bọc hay không bọc nữa. Đó khách trả lời giùm em rồi đó, có bọc bên trong. Bởi vậy hàng chi chị gì quên rồi. Chị Võ Hồng Phước chị nói chị mua về chị con chị đem đi học ăn là có bọc á nên người ta mới tách ra được. Có bọc, nó có từng bọc từng bọc từng gói bên trong luôn, rất là tiện. Rồi bây giờ trả lời tiếp, bán gì em ơi? Trời ơi chị Vũ Vũ Tiết Nhi ơi. Chị không coi cái livestream này là chị tiếc cả cuộc đời. Lát chị coi lại đi. Lát chị coi lại đi. Hồi nãy em tặng con mèo rồi em tặng tùm lum hết, đưa lại con mèo nè. Trời ơi chị Nhi ơi, đưa con mèo cho chị Nhi coi. Hồi nãy chị Mỹ Viền chị kêu em ơi chị thích con mèo phía sau. Nó quá, nó quá. Con mèo này em mua 1,000,000 hồi nãy em tặng đó chị Nhi. Rồi hồi nãy em tặng nguyên một bộ sâm keo ly của chính phủ hàng 12 triệu. Em tặng nhiều lắm chị Nhi ơi. Lát chị Nhi coi lại like đi. Toàn quà hot không chị Nhi ơi. Siêu. Với chị Nhi nhớ lấy ion máu nha. Ion máu hay lắm đó. Ôi thích quá, bởi vậy lát coi lại like đi. Lát coi lại like đi. Chứ bây giờ like thì nó lại bị loãng cái live stream. Lát coi lại like đi. Em giữ cái like này từ đây cho tới ngày mai cho chị. Rồi ngày mai em xóa nha. Tại vì cái bộ sâm cao ly em không có hàng nữa, nên em không có nhận đơn. Em giữ cái like này. Lát chị coi lại đi rồi chị đặt nha. Chị comment ở trên like. Chị coi chị comment lên trên like luôn giùm em. Ngày mai nhân viên nó ưu tiên. Khách comment ưu tiên hơn khách chốt đơn qua tin nhắn. Tại vì ai có comment là đặt là chốt luôn người đó. Cái bộ kem sâm cao ly là nhất quyết phải lấy. Nhớ nha. Nếu có tiền thì nếu không có tiền thì lấy một bộ. Rẻ lắm, 12 triệu một bộ. Ở bên Hàn Quốc nó tặng nó hỗ trợ cho em. Chị lấy, nếu có tiền thì chị lấy 3 bộ, không chị lấy một bộ. Cái bộ sâm cao ly đẹp lắm. Cái bộ này em mới dùng thử một lần thôi. Đây là bộ sâm cao ly mà nó gọi là kem dưỡng dinh dưỡng á, là không có hóa chất luôn. Mà xài 7 ngày da trắng nâng cơ mà mờ nám. Hôm nay ai không coi like bộ này tiếc gán chịu. 12 triệu một bộ hồi nãy tặng đó. Trời ơi xài thơm lắm, thơm cực kỳ. Rồi bây giờ tặng cái này luôn nè. Kẹo dẻo mắt mấy chị nha, cực kỳ ngon, cực kỳ thơm luôn mấy chị nha. Trời ơi, ê đưa em tôi hộp kẹo dẻo mắt đi tôi tặng nè. Còn được mấy hộp à, cái gì ơi sale luôn. Có bánh trái gì không đem ra sale luôn đi cho các chị mua nè. Ngon lắm mấy chị ơi. Trời ơi ngon tuyệt vời. Ngon cực kỳ ngon. Ờ ngũ cốc từ từ luôn, ngũ cốc còn được 10+ bịch phải không? Rồi lát sale luôn nè. Trời ơi thề các chị luôn, chưa bao giờ em bán rẻ vậy luôn á. Ôi nhìn cái này là em ghiền mấy chị ơi, chảy nước miếng. Ngon lắm nha. Cực kỳ thơm luôn mấy chị nha, làm từ nước trái cây mấy chị yêu ạ. Nó làm từ kẹo dẻo mắt, kẹo dẻo trái cây. Ngon. Hộp này trên mạng đang bán 150 một hộp. Ai lấy comment trên livestream giùm em. Kẹo dẻo trái cây, kẹo dẻo mắt. Sale sập sàn. Ok không? Trời ơi má ơi tiếc quá. Thì kẹo này sale tiếc lắm á, tại vừa vốn vô rất là cao. Đợt em mua hàng sale rồi. Ai lấy comment trên live 100,000 hai hộp. Siêu hồi đó chị nha, đây phải là combo 2 kẹo dẻo mắt là 100k mấy chị yêu ạ. Hôm bữa bán sale rồi là 85,000, bây giờ 100,000 hai hộp. Cho luôn. Ai lấy comment còn được 6 hộp hết kẹo dẻo mắt. Dạ. Ok chưa? Dạ kẹo dẻo mắt là 2 combo, combo 2 là mình được 100k. Lùi bán quá rồi, bây giờ cho luôn kẹo này. Trời ơi má ơi ngon nhất nách, khách khen không luôn á mấy chị. Ai coi like chia sẻ like giùm em, kẹo dẻo mắt là kẹo dẻo trái cây đó, ngon cực kỳ. Cực kỳ ngon mấy chị nha. Làm chị là... Hoa Ngọc 2. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi like chia sẻ là Hạnh Phạm 2. Dạ có đơn ạ. À. Giang Ngô 2. Dạ có đơn ạ. À. Vũ Vũ Tiết Nhi 2 kẹo. Dạ có đơn ạ. À. Mùa Noel Đớt 2. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi like chia sẻ like giùm em rồi. Cất hai hộp này đi. Hai hộp này để riêng cho tôi với hai hộp bánh phô mai để lên. Hết rồi. Kẹo này mấy nhỏ nhà chị thích lắm. Hết hàng, hết sạch. Rồi qua nè. Bây giờ tặng cái này mới sốc nè.
hết kẹo dẻo rồi, hết sạch rồi, mấy chị cầm bên hộp rồi. Các chị ơi, nhớ cái này không? Granola trái cây của Bali. Một bịch này ở trên mạng đang bán 275.000. Hôm bữa em sale các chị 199.000 một bịch. Granola còn được chục bịch. Granola trái cây. Ai chốt comment trội ăn cái này hỗ trợ ăn chung với sữa chua nè, giảm cân đẹp da nè, ăn cực kỳ ngon. Một bịch này ở ngoài đã bao nhiêu, 200 mấy chục ngàn rồi. Granola. Ai lấy comment giùm em, hôm bữa sale 199k. Ai lấy ngũ cốc, ngũ cốc granola nha. Các chị thấy không, trái cây nè, mận nè, trời ơi mắc lắm luôn. Tặng các chị 199.000. Mua 1 tặng 1. Siêu hời chị nha, đây không phải là ngũ cốc 199k, mua 1 tặng 1 đó chị. Được, đúng, trong livestream này là 10 bịch. Được 5 combo, ai lượm lẹ có đơn. Cực kỳ tốt cho sức khỏe chị nha, đây không phải là ngũ cốc 199k, mua 1 tặng 1 là hành 2 nha. Không bao giờ có, lặp lại livestream thứ 2, ngũ cốc granola, ngũ cốc trái cây. 199 mua 1 tặng 1 là sĩ gan bịch chưa tới 100.000. Ai coi live chia sẻ live vậy nè. Dạ 1.1C1T giúp em chị nha. Ngon lắm. 199k mua 1 tặng 1. Đó có ngũ cốc nè, có dừa sấy, có chuối sấy nè, và đặc biệt nữa là có mận nè, có dừa nè, có đào nè, có ô mai nè, có việt quất nè, có đỏ cherry tùm lum tà la, rồi quả mâm xôi, rồi quả nho nè. Đó. Ai lấy ghi giùm em nha. Ghi giùm em. Chị nào lấy nó cũng phải là 1 tấm giúp em chị nha, 199k mua 1 tặng 1. Mua 1 tặng 1, 199 mua 1 tặng 1. Ủa táo đen hết rồi hả? Ê táo đỏ đi. Táo đỏ còn kìa. Táo đỏ còn kìa, táo đỏ VIP nè, táo đỏ trái VIP nè. Ủa còn được nhiêu đó hả? Hết luôn hả? Rồi mấy chị ơi, còn được 4 hộp táo. 4 hay 5 hộp. Coi coi. Mấy chị ơi, lụm lẹ cho em cái này nè mấy chị. Cực kỳ ngon. Táo đỏ VIP các chị ơi, siêu ngon. Một cái quả táo đỏ 2 lóng tay gửi rồi. Quả bự. Mua về các chị ơi, hầm xăm à, càng về khuya càng nhiều người xem kìa. Mấy chị share like giùm em hầm xăm. Các chị hầm xăm, hầm gà. Đặc biệt nữa các chị nấu chè chân yến, các chị ăn không làm xì nách rất là ngon. Táo đỏ VIP 285.000, 300 mấy chục ngàn nửa ký. Loại này là 1 ký là gần 600 nha. Cái này là táo đỏ cái gì mà Bion của Hàn Quốc nha các chị nha. Ở tỉnh Boon á, tỉnh Boon của Hàn Quốc á. Em tặng các chị 150 một bịch, 1 ký. Dạ đó có là táo đỏ biết với chị nha, 150k 1 ký. Hàng chính hãng, một bịch này là 600.000. Táo đỏ tính 150 một bịch, 1 ký. Một bịch này, một hộp, một bịch này là 1 kg nè, là một hộp nè. Là gần 600 ngàn, em tặng các chị 150. Dạ 150 một ký mấy chị nha. Hết luôn rồi nha. Táo đỏ phía mấy chị nha, cực kỳ ngon. Mua táo mà ăn quá rẻ luôn và tranh thủ nha các chị ơi. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em, game giùm em mã là gì vậy? Dạ táo đỏ phía mấy chị nha, 150. Đẩy đẩy qua đi em. Lấy 2-3 hộp mà ăn đi chị Nguyễn My. Hết hàng luôn rồi đó chị. Cực ngon. Dạ cực kỳ bổ máu mấy chị nha. Tương tác mạnh tay đây. Loại này bán chạy lắm và khách khen rất là nhiều luôn. Táo đỏ VIP cho chị Vũ Thiết Nhi 2 hộp nè. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like nè, chị Nguyễn My 1 hộp táo đỏ nè. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like, chùa cái trái nó bay lớn nè chị. Thấy trái không? Bự chà bá lũa luôn, trái táo đỏ siêu bự luôn. Dạ ở đó ở trong đó còn bực luôn mấy chị nha. Ok. Không nha, chị nha. Táo đỏ Vũ Thiết Nhi 1 hộp nữa. Dạ có đơn ạ. Hạnh Phạm 1 táo đỏ, trời 150 một ký mà hàng loại ngon. Các chị coi nào, giờ tháo hộp này ra. Các chị coi hàng chính hãng của nó nè, cái quả bay lớn nè, hơn 2 lóng rưỡi luôn. Cái quả chà bá lũa vậy nè. Mà ăn nó dẻo, ăn cực kỳ ngon mà trái to, hột nhỏ, hột lép nữa. Siêu ngon mấy chị ơi, ai khách mới vô mua đi. Cực kỳ ngon luôn, cái quả to chà bá lũa luôn. Táo đỏ VIP nha. Dạ cực kỳ ngon mấy chị nha, cực kỳ bổ máu và sức tốt cho sức khỏe luôn ạ. Ai lấy ghi giùm em táo đỏ nha mấy chị ơi. Dạ, xe lại. Là 150 một hộp. Hạnh Phạm đọc chưa em? Dạ rồi chị. Hạnh Phạm đọc rồi. Cô Nguyễn Mai 1 hộp. Dạ có đơn ạ. À, chị mùa Noel đến 1 hộp táo. Dạ có đơn ạ. Còn mấy hộp nữa? À, vậy là còn 3 hộp nữa. Dạ còn 3 hộp nha mấy chị em nha.
2 ký tao đỏ VIP, chị Nguyễn My thêm ký tao cho chị là 2 nha. Dạ có đơn à. Chị Thủy Tiên Nguyễn là 1 ký táo đỏ. Dạ có đơn à. Ngon lắm, trái bự lắm chị. Dạ xin em ngon. Còn 1 ký chị nha, chị nào lấy lên có là táo đỏ VIP chị nha. Không, còn sorry nhầm, hộp đang like nữa là 2 ký, còn 2 ký nữa hết luôn. Dạ em còn 2 hộp với mấy chị yêu nha, lấy lên có là táo đỏ VIP 150 một hộp cực kỳ. 2 ký nữa là hết luôn, trời ơi, trái bự lắm. Nè, hộp nè, mới khui hộp này ra nè, 2 hộp nè. Các chị nhìn đi, không phải là cái hàng lai là hàng ngon mà hàng không, hàng ship là hàng dở. Khui hai bịch nè, quả nào quả đấy bay lớn luôn nè, trời ơi má ơi, bự chà bá lửa luôn á. Ở trong đó còn rất là nhiều mật luôn mấy chị nha, không bị khô gắt như mấy loại cũ nè. Mấy chị coi nè, bự không à nè, táo to lắm, cực kỳ to luôn, hạt và thịt nhiều, còn 2 ký nữa em hết luôn rồi, ai lấy ủng hộ giùm em đi. Dạ chứ nào lấy không phải là táo đỏ phía mua về hầm gà, xăm hầm gà. Rồi chân yến, rồi nấu cháo hạt sen gà, rồi táo đỏ đồ đó, ngon lắm mấy chị. Dạ chị mỗi một tiếng nhi thêm một à. Rồi còn ký nữa ai lấy ủng hộ giùm em đi, năn nỉ. Dạ còn một ký với em nhớ mấy chị nha, này là cực kỳ ngon mấy chị nha. Rồi còn ký nữa lấy giùm em đi, năn nỉ mấy chị ơi. Cái này mình trời ơi, ngon, chị em cảm ơn chị mùa Noel đó. Mấy chị lấy giùm em khỏe mấy chị ơi, hàng lẻ em lùi like đó. Rồi cảm ơn chị nhiều. Em đổi ơn chị. Hàng lẻ xong để không, cái không nó không nhớ, nó không có like. Xong rồi hả, cũng nhiều khi mai mốt cái hết đát cũng vậy hà. Hàng này hàng đát xa nhưng mà hàng lẻ lẻ nên em bán luôn cho hết mấy chị ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Dạ một trăm một xe một đi giúp em nha. Trời ơi nhiều lắm mấy chị ơi. Rồi bây giờ em qua mấy chị ơi, em lên tiếp. Còn gì lẻ sao luôn đi bà Duyên ơi. Ủa nước hoa màu xanh nó trả đơn chưa vậy? Còn dư á hả? Còn có mấy bịch kẹo sao để hoài vậy? Gọi like luôn đi. Rồi lên luôn giùm em nè mấy chị ơi. Kẹo trái cây. Cực kỳ thơm mấy chị nha. Cái này em hay để sớm mấy chị ghé ăn mấy chị ạ. Ai lấy kẹo sữa chua trái cây 38.000 một bịch, đắt tháng 5 2024. Em còn được mười mấy bịch em hết, sale các chị 15.000. Dạ kẹo sữa chua mấy chị nha, 15k một bịch mấy chị nha, ăn cực kỳ ngon, trong nó có nước trái cây. Kẹo sữa chua trái cây 15.000 một bọc, chị nào lấy ghi giùm em kẹo sữa chua trái cây. 15.000 một bọc, siêu rẻ, siêu ngon, siêu tiện lợi. Dạ chị nào lấy ghi là kẹo sữa chua trái cây 15k một bịch mấy chị em nha. Các chị ơi, kẹo này là kẹo Thổ Nhĩ Kỳ. Trời ơi, kẹo này ngon lắm luôn mấy chị ơi. Ai coi like chia sẻ like. 15.000 một bịch nha, kẹo sữa chua. Nói nghe nè, lấy ủng hộ đi, 4-5 bịch đổ lên đi, hàng này sao lỗ rồi. Nè, lấy ủng hộ đi. Còn được có mười mấy bịch à, chốt từ 3-4 bịch đổ lên đi người đẹp ơi. 15.000 là bao rẻ luôn á, ở ngoài siêu thị ba mấy ngàn bịch lận á. Kẹo này rất là thơm ngon mấy chị yêu nha, ở trong có nhân là trái cây mấy chị cực. Cảm ơn chị Mỹ Hằng. Dạ, 4 bịch có đơn à. Bốt kẹo sữa chua nè. Chị Cherry Lê 2 bọc nè. Dạ có đơn à. Chị Nguyễn Thoan nè, 3 bọc kẹo sữa chua nè. Dạ có đơn à. Rồi còn được 6-7 bịch nè, lấy ủng hộ luôn đi cho hết đi trời đất ơi. Mọi người ơi. Dạ em còn số lượng rất ít, mấy chị ủng hộ giúp em. 2 kẹo trái cây sữa chua nè, trang ngô nè. Dạ có đơn à. Rồi còn được mấy bịch là lấy ủng hộ đi mấy chị ơi, chuỗi ngon lắm. Kẹo này ở ngoài nó là da ua. Nó là da ua, nó là kẹo sữa chua đó chứ không phải là kẹo trái cây bình thường. Ở ngoài là da ua, sữa chua, xong bên trong nó sẽ có cái nhân sốt trái cây nó chảy ra. Ngon cực kỳ luôn, ăn chua chua ngọt ngọt nha các chị ơi, siêu ngon, siêu ghiền luôn các chị ơi. Dạ chính giữa là nhân trái cây mấy chị nha, tự nhiên mấy chị cực kỳ rất là. Nó không phải kẹo trái cây bình thường ngọt đường đâu. Ở bên ngoài nó là cái lớp sữa chua siêu ngon. Ôi 15.000 bịch à. 2 kẹo Vũ Tuyết Nhi nè. Dạ có đơn à. Đã tháng 9 2024 mà, đã xa nè. 2 kẹo mùa Noel đến. Dạ có đơn à. Rồi bây giờ đọc nè. Bây giờ năn nỉ nè, tới giờ mặc giày nè. 2 bịch, 4 bịch, còn 8 bịch. Còn 8 bịch kẹo, ai lấy ủng hộ giùm em đi. Dạ em còn 8 bịch mấy chị em nha, 15k một bịch là giá siêu rẻ mấy chị nha, mà các bạn phẩm cực kỳ ngon, không bị ngọt gắt mấy chị nha. Không còn được 8 bịch luôn. Ai lấy ủng hộ giùm em tới giờ mặc giày rồi. Dạ, ok, thêm 2 bịch cho Vũ Tiết Nhi. Dạ có đơn à. Hạnh Phạm 2 bọc. Dạ có đơn à. Rồi còn được 4 bịch. Năn nỉ lấy luôn đi cho hết mã. Chứ để hoài còn mấy bịch lẻ lẻ à. Cực kỳ ngon, siêu ngon, siêu ngon tuyệt vời. Dạ em còn 4 bịch nha mấy chị em nha.
ai coi like con bố bịch nha, rồi ai lấy comment đi, hết mặt dày được rồi đó, hết mặt dày nổi rồi đó. À, bỏ vô đi em, còn còn cái gì đó không, sale luôn đây nè, chấm bài xe like giùm em nha. Hàng lẻ còn gì nữa không Duyên, chạy ra bà dòm coi. Ủa cái cục xà phòng thơm được còn không, cái cục sáp thơm này nè còn mà, bà coi em tôi đi, bà nhanh nhanh bà coi em tôi đi. Còn kẹo đó là kẹo gì vậy? Cacao. Cacao còn được mấy hộp? 1, 2, 3, 4. Trời ơi, bà đem ra lẹ luôn đi. Trời đất ơi, má ơi, sữa non cacao nè mấy chị. Sữa non cacao nha mấy chị em nha. Trời ơi, bán rẻ luôn nè. 2 hộp. 2, 2, 4, 6. Trời ơi, còn 8 hộp. Cái này là siêu ngon, sữa non cacao của Đức. Sữa non cacao của Đức. Một hộp gần 200 mấy chục ngàn. Đắt rất xa, không phải đắt cận mới sale. Đắt tháng 11 năm 2023, sữa non ca cao. Chị nào lấy ghi giùm em. Hôm bữa em bán 85 ngàn một hộp. Chị nào đặt trên like tính 100 ngàn 2 hộp. Lấy em có là sữa non ca cao mấy chị nha. 100 ngàn 2 hộp luôn mấy chị ạ. 100 ngàn 2 hộp sữa non ca cao. Trời ơi siêu ngon, cực kỳ ngon của Đức nha các chị ơi. Uống thử đi, cực kỳ ngon. Bên trong là từng gói pha giống như sữa non các chị uống vậy đó. Nó là sữa non ca cao. Cực kỳ ngon, còn được 8 hộp. Dạ em có được 8 hộp mấy chị nha. Chị nào lấy có là sữa non ca cao 100 cao. Chị Nhi mua thử chị Nhi. Cái này ngon lắm chị Nhi. Siêu ngon luôn á. Ở ngoài một hộp là 200 mấy chục ngàn á. Cận đắt nó sale cũng là 185 rồi đó. 140, 185 rồi đó. Hàng sử dụng là tháng 11/2023 nè, đắt rất xa luôn, còn cả năm trời để uống. Sale có chị 100 ngàn 2 hộp, si gần hộp có 50 và mấy chị ơi. Ai lấy ủng hộ giùm em nha. Chị dưới nào lấy không phải là sữa non ca cao nha, 100k 2 hộp cực kỳ ngon. 100 ngàn đồng 2 hộp sữa non ca cao, chế nào lấy ghi giùm em sữa non ca cao. Cực kỳ ngon. Si gần hộp 50 ngàn. Cực kỳ rẻ luôn, cái này còn không nè? Còn nè chị. Bà đưa ra tôi luôn đi. Ai coi like chia sẻ like. Dạ, đưa cái thùng vô đây luôn à. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Rồi bây giờ em lên nè mấy chị. Thiệt á. Coi muốn chữ không. Mấy chị coi nè em tức không. Mấy chị nhìn giùm em nè. Các chị ơi, các chị nhớ cái cục thơm bồn cầu không. Cái cục màu xanh này nè, bỏ vô bồn cầu nó xanh xanh, nó giúp kháng khuẩn và đặc biệt làm sạch bồn cầu nè. Hôm bữa cách hỏi nó hết hàng rồi nè, bây giờ còn sót ra được mấy bịch nè. Ai lấy cái chị ghi giùm em. Viên tẩy bồn cầu. Dạ thả bồn cầu mấy chị nha. Viên thả bồn cầu. Cái này vừa làm sạch bồn cầu ra cái nước xanh xanh đó mấy chị, chống kháng khuẩn và đặc biệt nữa là chống ố vàng ở trong cái bồn cầu mấy chị đi vệ sinh rất là tiện và đặc biệt sạch sẽ luôn. Mấy cái nhà hoàng hoặc là những cái nơi mà sang sang người ta hay để cái này nè. Cái này nhà em dùng rất là ok luôn. Một bịch này siêu nhiều nha các chị ơi. Ai lấy comment giùm em, hôm bữa bán cái chị 40 ngàn một bịch. Ai lấy cái chị ghi giùm em viên gì? Viên thả bồn cầu ạ. Viên thả bồn cầu. Hôm nay chơi lớn nhất hệ luôn. Chuẩn bị nha. 100 ngàn đồng 4 cục. Lấy em con bồn 4 bồn thả bồn cầu với chị nha, là 100k với chị nha. 4 cục là 100k với chị ạ. Si ra một cục bao nhiêu tiền? 25k với chị nha. Trời ơi cực kỳ nặng luôn mà 100 ngàn 4 cục các chị ơi, 4 cục gần cả ký đô của em rồi. Ai coi like chia sẻ like cực kỳ sạch luôn, viên thả bồn cầu nha mấy chị nha, siêu tiện lợi. Si gan cục 25 ngàn quá rẻ. Dạ chứ nào lấy không phải là cơm bồ 4 thả bồn cầu giúp em 100k si ra 4 cục 100 ngàn. Bây giờ ra chợ mua là cũng cao hơn rất là nhiều luôn á, mà đặc biệt nữa loại này rất là ok, siêu tiện lợi trong nhà. 100 ngàn 4 cục nha. Dạ rất là sạch và khử mùi cực kỳ tốt với chị nha. Chị nào lấy đây em cũng phải là cơm bồ hả. Khử mùi hôi và đặc biệt nữa là sạch cái toilet của mấy chị đi. Ai coi like chia sẻ like chỗ dễ lắm. Chị mở cái nắp bồn cầu lên. Cái nắp bồn cầu, cái nắp mà nó chảy, cái nắp mà các chị gạt nước á, cái thành mà chứa nước á, cái cục đầu xăng lưng các chị đi vệ sinh nó chứa nước á, hãy cho em cục này lên. Xong rồi nó sẽ tan từ từ nó ra. Xong hết rồi lại thảy vô tiếp. Một bịch này các chị xài ít nhất cũng phải cỡ dao động cỡ 2 tuần. Tùy lượng nước mình gạt. Ví dụ như đi cầu nhiều thì gạt nhiều thì tốt nhiều. Đi nước ít thì gạt ít thì tốn ít. Tùy lượng nước sử dụng nha, chứ không phải là cái cục này nó xài được ít nha. Có nhiều người ít đi vệ sinh thì ít gạt thì nó ít tốt.
còn ngày nào cũng đi sáng trưa chiều tối ngày ba cử là tốn nhiều nha mấy chị. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Dạ, 1.1 xe 1 xe giúp em chị nào lấy số lên em có phải là combo hả bồ cầu 100k mình được 4 cục mấy chị em nha. Rồi cái này nè, hôm bữa sale nhiêu giờ? Ai coi like chia sẻ like giùm em sale bao nhiêu giờ? Nè, cái này thơm lắm. Siêu thơm luôn. Sáp thơm toilet. Quần áo cực kỳ thơm. Thơm lắm luôn. Nè, cực kỳ thơm. Chiên này tỏa xa hơn cái chiên ở nhà nha. Bỏ hết bịch vô luôn hả? Không, bỏ lận cục hai. Bên trong có 10 cục, một lần bỏ một cục. Ai coi like, chia sẻ like giùm em sáp thơm. Cục này thơm xa và thơm dai hơn cục hôm bữa các chị mua. Ai lấy sáp thơm comment giùm em. 60.000 một cục, còn được mười mấy cục. Ai lấy sáp thơm tặng các chị 100.000 đồng 4 cục sáp thơm. Dạ lên có phải là combo 4 sáp thơm với chị nha, 100k luôn ạ. Ai coi like cục này bị lỗi nè, để riêng ra luôn. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em 100.000 4 cục sáp thơm. Dạ sáp thơm với chị nha, combo 4 hoặc là 100k với chị yêu nha. Thơm lắm. Hôm bữa em có like cái viên nhiều màu á, cái viên nó không thơm bằng cái viên này đâu nha. Cái viên này thơm xa hơn, để trong toilet, để trong tủ quần áo, để trong bàn ăn, cái gì cũng được hết, thơm dai và thơm xa lắm. Em để ở đây, em mở ở đây mà bên kia còn nghe nữa. Trong một cái khoảng rất là xa luôn. Còn cái sáp thơm mà đủ màu, em nói thiệt các chị, thơm không bằng thằng này. Nói chung em bán em có nhất là nhiều loại, nhưng mà xài thằng này thấy nó thơm dai hơn. Ai lấy thì comment nha mấy chế nha. Dạ 1.1 xe 1 tiêm giúp em mấy chị yêu nha. Sắp thơm combo 4 hoặc là 100k mấy chị nha. Cực kỳ thơm hơn, cực kỳ dai mấy chị. Thôi nha. Giờ em xuống like 11 giờ rưỡi rồi. Em tính like nữa nhưng mà thôi em để ngày mai đi. Em like quần áo, em có sức ngày mai em like quần áo, em like sớm cho các chị. Ngày mai quần áo đồ bộ nè, rồi đồ nam, đồ này nọ nè, ngày mai em bán nha. Mai like quần áo mấy chơi. Gần Tết rồi tranh thủ, còn có 1 tuần nữa để live stream thôi. Hẹn gặp lại mọi người livestream vào ngày mai. Bye bye. Ngày mai là 2 giờ chiều mai em like nha các chị. Ngày mai các chị nhớ đón xem like nha. Ngày mai em xem quần áo nam, quần áo nữ, rực, áo khoác. Nhiều mã lắm. Rồi đồ bộ, hàng set, đồ bộ, đầm. Mai nhớ coi like 2 giờ chiều mai nha. Bye bye các chị, chắc chắn là mai like nha. Chứ không phải ngày mai không có quịch nha. Chắc chắn mai like. Và người nào mới vô coi like thì các chị coi lại like đi. Hồi nãy tặng trời ơi nhiều quà hot lắm. Nhớ coi like nha. Bye bye các chị. Hẹn gặp lại.